Ok, chào anh em nhá. Anh em mình đang đứng ở địa chỉ rất là quen thuộc của anh em. Đây là mình sáng nay cũng vừa tiếp rất nhiều các phái đoàn nên hiện tại vẫn phải lên, đúng không? Hơi muộn thế. Anh em đây đứng bên cạnh đây là chiếc xe SH nhập này. Chiếc xe gym này vừa mới đổi xe nhá anh em đây. Mũ nón đầy đủ, khách đang ở trong nhà. Em mua một chiếc beo, con này là chiếc beo Abela. Cháu mua chưa? À. Ờ, cháu mua rồi thì vào bên giấy thôi. Thế chú vừa trả cháu 13 triệu đúng không? Là giữ hết giá rồi. Đấy, một chiếc xe Sirius này. Một chiếc Janus này. Chiếc SCR hàng đẳng cấp nhá. Ờ. Ok, chốt ông cháu 13 triệu 500 nhá. Cháu của Dung, Hoàng Dung đang quay video á. Nhá, 13 rưỡi. Ok. Ừ. Anh em ơi, trên này gặp nhau, chào nhau cái nào. Đấy, mua X-Tractor ngoài kia. Mua có 11 triệu 800 ấy, xe tơ cuốn tay. Ông ơi, ông chào mọi người cái, ông đang quay cho mọi người cái. Đây đây là ông ngoại mình nhá, một trong nghệ sĩ chuyên một họa sĩ đấy. Thế có ông là thời các cụ đẻ ra, ông là còn may áo cho long bào cho vua đấy. Đấy cho nên này bây giờ là hiện tại là thế, vẫn phục vụ các sếp như này. Đây ok, chào 182 anh em xem nhá. Chào Phát Hoàng nhá, cho anh xem cái giá. Chào Tổng Giám đốc Hoàng Kiên, Nguyễn Hải. Chào Hoàng Kiên, chào Mạnh Tuấn nhá. Kiên về sớm đấy, ok. Kiên chơi về sớm đấy. Dũng Hàn. Nói chung là chơi nó có cỡ thôi, là cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Nói chung là rồi cũng phải đi làm đi ăn, ai cũng phải cuộc sống. Đây một bạn đến là bán cho mình một chiếc xe gì mà đổi chiếc xe gì này mới này. Anna là người trực tiếp phó giám đốc ra quay đấy, hiểu không? Đấy, giờ đây em vẫn còn hot lắm. Giờ đây em chưa bao giờ là hết hot. ông em trước có mua lấy con xe này nhanh đúng không? Hay hai em, bạn đây hay là em? Bạn này. Ok. Cảm ơn nhá. Cảm ơn anh em nhá. Hiện tại đang giờ live giờ quan tuần, anh em có thể giao lưu trên này. Anh em chào các sếp trên này gì nữa? Em giới thiệu tên gì nhỉ? Em Thông, em ở Thanh Hóa. À, trong em là Thông đúng không? Đấy mà mua xe cho em đi từ trong đấy ra ngoài này. Em gửi xe ra khách trước. À, gửi ra khách rồi xong ra ngoài này đi mua xe nhà nhà anh thì cái sướng nhưng mà tốn tiền lắm. Vì cứ một lần đi tốn tiền triệu. Mua lần xe đi. Này hai đứa lần đi lần về mất mẹ 300 một lần rồi. À, mất tiền triệu không chuyện nhỏ, mình là dân chơi. Cuộc quan trọng là mình vui được. Còn hơn chục triệu. Lấy tầm vừa tiền nha, không ấy đúng không? Có. Thế bây giờ hai anh em là đi vào trong đấy đó. Thế mình mới đi xe máy, mình ngắm nghía phong cảnh hữu tình đi qua Bái Đính, Tràng An, Tam Trúc rồi là các thứ rồi qua gọi là. Đây. Ở đây cái mũ của anh chứ. Anh em qua Thường Tín làm mấy gói bánh mì quán gánh này. Thường Tín. bánh dày quán gánh đúng không? Ok về nhá. Ok, đi nhá, anh em đi may mắn nhá. Ok, thế bọn em nhá, đi may mắn. Anh em tiếp tục review cho các sếp này, cảm ơn 500 anh em xem nhá. Hoàng Dung ơi, giới thiệu anh em nhá. Đây anh em đây. Đang bán con xe này, đây anh em đang đổi xe bán một con xe này đây. Ok, xin chào tất cả 500 32 triệu một con xe gym đấy, đổi cho mấy anh em đến từ Sứ Thanh ấy, quê hương của Thủ tướng ấy. Toàn người tài cả đấy. Đấy một chiếc gym Thái trước anh em mua nhà mình, anh em đây nâng đời muốn nuôi lên con tầm 60 đấy. Đờ gym Thái nha anh em nhá. Con này đờ gym Thái, con này biển mờ 29M. Con này 13 triệu 500. Rồi 2001. Con này đầu máy 820 nha anh em nhá. Đầu máy 820. Nguyễn Quảng Gia. Hoàng Kiên cẩn thận nhá. Bữa qua quay cặp ngoài biển lộ hết chuyện người ta. Nói chung là hay ở cái chuyện đấy, anh em nhiều lúc hay Nguyễn Quản ra. Hay đấy. Bây giờ con này đầu máy 820. À, đây 201. À, hay ở cái phút giây cấn anh em ạ. Ok anh Tuấn rồi đúng không ạ? Anh Tuấn. Anh à? Anh Mười à? Vâng. À. Ý ra vậy anh. Đầu máy đẹp nha anh em nhé. Ô huệ vắng bác kia lâu quá rồi. Ông em này ăn cây là bớ luôn. Ông bớ luôn anh em. Ông này nhanh lắm, đây đây là Giang rút hồ sơ đấy.
rất là sơ vào tên anh đúng dân không? Chơi đấy 4 ngày mẹ khổ nhanh với con già của Jim nhà mấy nhá. Anh em đây dân chơi đây, chúng anh em đam mê nhà mấy Jim mấy 82 luôn đấy anh em. Chào anh em. Anh em lại giới thiệu cái tên ở trên này là những người mới vào. Nhiều quá. Ừ, giới thiệu tiếp đi. Khương nhá. Khương nhá, anh em Khương ở địa chỉ ở chỗ Hà Đông. Em Hà Đông, Khương Hà Đông. Dân 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 nhà gần nhà anh Dũng không nhỉ? Vâng. Dân chơi đấy. Dân chơi đấy. Anh Dũng chọc mà bây giờ đang rảnh rỗi lướt lướt tí phải chia sẻ cho em Hoàng Kiên tí cho nó nổi tiếng đi. Các bác nổi tiếng quá rồi, em thì đang yếu, khó khăn. Ờ Khương vừa rồi là chắc con biển con 200 cây vừa đi rút sơ đây đúng không? Vừa rút hồ sơ con Jim 200 cây đúng không? Đó Jim Việt 200 cây đi rút hồ sơ về tên cho về Hà Nội luôn. Đấy. Quá xuất sắc. Con này là mua là 3 triệu rồi. Đấy. Nguyễn Thủy ông này cao thủ nhất chợ xe. Thôi ơi cứ ngắm nghía cái thứ nhá. Anh em em gọi là cuộc vui. Em đam mê lắm, em này nó ông em nó đam mê mẹ chi thích xe thì khổ quá làm ăn ngoan vợ con nói cho. Tao hết cả đầu. Thôi tập trung là thỉnh thoảng làm ăn. Suốt ngày xe cụ. Ê, rồi. Quay rồi anh. Quay này đây, chất đi nhá, 32 triệu nhá. Mình mới bán từ tháng 9 đấy. Đấy anh em bán chia sẻ với anh em rồi. Mua là trước anh em bán cho anh em là cũng 3-7 triệu ấy. Đấy vừa mua lại anh em nó 3 triệu. Đấy. 39 triệu. Các sếp nào quan tâm thì 37 triệu. 37. Anh em nó là đam mê. Đấy. Các sếp nào quan tâm thì cậu có cho anh em con Jim Thái này 3 triệu. Đấy. 35 triệu nha anh em nhá, 35 triệu. Đấy. Con này đời 2001, đời 820. Đấy. Nói chung toàn những anh xe anh em sưu tầm ấy chứ không phải là ấy, về chơi ngắm nghía thôi. Vì có con mình 60 triệu anh em cọc là đổi. Có dưới 10 triệu không anh? Đấy. Quay nhá bạn nhá, đổi thay nhá. Xe quay là dưới 10 triệu là có này. Đấy ạ. Hợp chưa? Thôi con này cậu 2 triệu rưỡi nhá, cho anh em thoải mái. 34 triệu 500 con này anh em nhỉ? Từ tháng 9 2022 mình bán là 37 triệu đấy. Cỡ bán như anh em. Anh em trong đấy được anh em chung mấy triệu. Hoàng Gia Long ơi, con này mua 32 triệu anh ạ, cộng 2 triệu rưỡi anh nhá. Anh ấy tưởng mua 30 triệu, cộng mua 32 triệu anh ạ, cộng 2 triệu. Chào Trường Xuân nhá. Lâu lắm mới thấy anh like, nghiện xem like mà không thấy lại like thiếu thiếu. Ok em dắt anh con này, ok. Ok chị. Ok. Có một bà chị có một bà chị rất là tốt tính, chuyên phím và là thôi dọn cho gọn xèo mà đây em trật tự. Anh chị em nó rất tốt tính lắm. Có bà chị Huệ đấy, xa đấy, chị anh cũng quay, một chuyên gia bất động sản đấy, chuyên giới thiệu nhà cho Kiên. Khu vực quận Cầu Giấy này có miếng đất là ngon, có mảnh đất là ngon là có bà chị. Anh quay đi, chị. Ông quay. Đúng rồi, đấy là chị dẹp em. Đường. Dẹp đường đấy, chị em cũng công an phường đấy, dịch vọng. Đúng rồi, đến đến kia rồi đấy. Mấy em trật tự. Công an đến kia rồi. Công an đến bên cạnh rồi đấy. Chị xem có căn nhà nào ngon ngon đây để cho em. Lại giới thiệu đây anh em có nhu cầu mua nhà khu Cầu Giấy này là có gặp đây là có ngay. Tất cả những mảnh nào đẹp căn nào con đó đi gia chủ. Máy gì không anh ạ? Tiền đà giám đốc Kiên đi Hà Tĩnh về bắt được đôi ếch về lên live phấn khởi ngay. Anh còn con X240 không? Không còn nha anh, tính mình tính mình hay tò mò hay phân tích tình huống nó mà khả năng phân tích rất chuẩn. Đấy. Phán đoán rất chuẩn. Nghe nhạc điệu là đoán được chương trình, quan trọng thế. Đây, Avenza 13 triệu 500, cộng với nhau 1 triệu rưỡi dành cho các cháu học sinh sinh viên. 50 chiếc xe dành học sinh sinh viên nhé. Em nó đến từ Hà Nam Phủ Lý. SYM đấy ạ. SYM, mới đắt lắm, mới 26 triệu 5.000 cây, em có 5 tuổi thôi. Anh Hoàng Gia Long, con đấy mua 32 triệu anh ơi, chị Thoa mua đổi xe ạ. Tại vì hôm nay con hôm vừa rồi là Hoàng Gia Long mua 37 triệu. 30 triệu của Hoàng Dung. Nè ơi, con này mua bao tiền nè? Không, chị ấy. Chị mua con không. Con đó đi vừa thái vừa xong là mua 32 triệu. 32 triệu nha anh em nha, em Dung nghe nhầm nha. Hoàng Khoa này, đeo thẻ này. Đeo thẻ trước ngực này, mua 32 triệu. Mua 32 triệu anh làm ăn thật thà. Cộng 2 triệu rưỡi, bọn em làm ăn thật thà. Đây, chuẩn là chuẩn. Nào thế nhiều lúc quay vòng quá tội. Hôm nay chưa thấy giáo sư Kiêu. Vâng, con Amela này của giáo sư đây, ém rồi, giáo sư là lằng nhằng, ém ván rồi. Con này mua 13 triệu 500 cộng 1 triệu rưỡi nha anh em nhá. Đời 50cc. 6 lông ạ. Sinh viên, con này đẹp lắm, form dáng rất là đẹp. Biển 90B2 7953. Văn Thành chào anh Kiên nhé. Chơi okay, về đẹp hẳn lên, ok.
Hôm nay 13.500, mua 13.500 cộng 1.500.000. Ừ. Con ếch đằng sau bao nhiêu đâu con ếch rồi? Ếch đây vừa em này ra thằng Đức BMW nhá, Đức BMW Hồ Chí BMW nhá. Anh ơi con này đẹp lắm này. À, con này hết à? Thôi chờ thì con này hết. Con này xuất sắc. Đức chuyên gia BMW, Đức ơi, Đức chào anh em ngay. Con này phải đúng anh mà chuyên anh review. Đức BMW chưa vợ con nhá. Em nó 1988 ở bên Kiên được có 12 năm ấy mà nhỉ. 10 năm. Em nó 10 năm chỉ bưng mâm nhá, chỉ có bưng mâm với anh em rượu ăn, anh em chuyên bưng mâm với các sếp ấy. Chưa vợ con đâu, suốt này. Rượu anh em nó ra được khối đấy, 1 lít đấy, nó nhỏ là nó ngại. Anh em nó chỉ có thích rượu thôi, anh em nhậu sướng. Cái món nhậu nó hợp với em đó. Đấy. Về mấy em uống nước bình thường thôi, nhưng cái món nhậu mà anh em nó có tí là nhậu nó hẹp nó lắm. Chưa ra bưng mâm ấy, 10 năm bưng mâm anh kia này. SH này đẹp lắm rồi. Nhân viên mình có những nhân viên 15 năm rồi. Nhân sự 15 năm anh em chưa có bỏ ra được ngôi nhà tình yêu. Đại Nam ơi có nhá, Đại Nam nhá, chờ xíu mình sẽ quay cho ạ. Đây, một SH này kia, để anh kia anh review chiếc xe này, hôm vừa rồi. Hoàng Dung là theo anh trai có 12, chính thức là 23 năm. Từ năm 9, alo, từ năm hơn 9 luôn, mấy? 97, 98. 25 năm nhé, trong nghề xe máy. 25 năm nhé. Từ năm 90 bây giờ. Từ năm 98 đến nay đúng không? 98. Có những nhân sự 25 năm mà vẫn cứ gắn bó. 25 năm. Đây em ơi, gần này, đây một bác sĩ gọi là chuyên khoa này. Đây anh em nhìn một chiếc SH rất là vô cùng đẹp mắt. Dành cho anh em SH đẹp nhá. Lại rồi em ạ. Đuôi em nó thần tài xe Hoàn Kiếm nhá, biển Hoàn Kiếm dành cho các dân chơi. Đấy. Đẹp không anh em? Quá xuất sắc chiếc SH125 anh em ạ. Ừ, thế Bùi ơi, mình mới về nhá. Con này anh em màu xăm panh. Anh em mình đổi máy để anh đọc cái tên người mà. Cảm ơn 865 anh em đang xem nhá. Đây một chiếc SH, hàng này là hàng đẳng cấp luôn nhá, dành cho những anh em dân chơi. Con này nó có điểm yếu là 125 thôi nhá, nhưng mà được cái là giá tiền nó lại yêu với chết. Giá nó yêu với sướng. Sơn zin máy zin. Hàng nó sơn zin đấy nhá, đây toàn bộ sơn zin pha từ cái đồ nhũ này chưa sơn lại đâu nhá. Đi nhất anh em nhìn cái phanh này không ngờ này. Bản cao cấp nhất của dòng SH nhập khẩu Ý. Đây, khả năng lốp này cũng còn. Lốp còn zin đây. Lốp còn zin cho xe ấy. Lốp còn zin. Kinh khủng. Đấy bản lốp này, lốp múi này, bản 125 nữa này, nó là dòng nó không phải là đun lốp nhá. Lốp zin đấy. Mà nó là lốp dòng Inu nhá, không phải là đun đâu. Đun lốp này là 150. Bên kia anh ơi. Một chiếc xe SH nhập khẩu Ý. Đây, em nó sản xuất tuần thứ 15 năm 2012, được chưa? Anh em bản vành trắng nhá, bản đắt nhất, mặt công Smart Key. Đây anh ơi, đằng bản khóa mặt Smart Key, mặt công SH, ông quay qua cái mặt. Đấy, những chiếc xe SH dành cho anh em dân chơi. 2012 đây. Sáng nay vừa có cụ đọc con xe này 200 triệu, mình mẹ chết rồi, mình giả 165 triệu, các cụ vẫn không bán, xe chính chủ tiếng Anh nhưng mà còn chẳng bao giờ bằng con này. Đây. Đấy. Quay nốt nhưng mà mình mua con này rất là rẻ, 125. Từ 16 đến 2012 nha anh em nhé. Đấy, lốp zin cả đôi anh em ạ. Xe muốn bán cho các sếp đây là toàn những anh em chia sẻ bài nó mới sướng. Bán được thọ thì đơn giản thôi. Biển C nha anh em nhá. Con này biển C, xe phố, xe đẹp lắm. Thực ra con xe này. Con này rất hợp tình hợp lý nhá. Đăng ký tháng 10 2012, đúng rồi đúng biển. Sao lại không có giá lên nhỉ? 2012. Không có giá lên. Máy zin nhá, ông quay qua cái máy nhá. Đấy ra. Đâu bỏ máy zin. Đấy, đấy. Em nghe máy này. Đâu bỏ, ông quay. Ông bộ, em bật flash, em bật flash em ơi. Cái này flash ở chỗ nào? Sáng mà. Máy zin đi em ạ. Sáng đúng rồi. Sơn zin máy zin nha anh em nhá, xe này hiện tại đang dán ni lông này. Hiện tại đang dán ni lông cả xe luôn. Đấy, lốp còn zin cả đôi. Con này mình mua rất là hợp lý nhá, mua có 120 triệu thôi. 120 triệu. Một chiếc SH sơn zin máy zin 125 2012 bản cao cấp nhất màu xăm banh. Đấy anh em lốp còn zin nhá, anh em biết 120 triệu nếu mà anh em miền Nam thì rất không mua được đâu. Ở ngoài Bắc mình mua mà biển C Hoàn Kiếm. Xe rất là phù hợp với những anh em dân chơi ở Hà Nội hoặc quanh khu vực Hà Nội. Rất là phù hợp nha, mua 120 triệu cộng cho anh em con này 4 triệu. Một chiếc SH nhập sơn zin, đây là sơn zin của nhập Ý nhá. Lốp chưa thay nhá, lốp vẫn zin theo xe. Lốp còn múi, lốp còn dày, ông quay con cái cạnh lốp này. Con này đi bao km này? 1 vạn tư anh ơi. Xe đi vạn tư, khả năng chính xác vạn tư vì nó em nó 10 năm mới đi có vạn tư. Lốp zin cả đôi đấy. Mà anh. Giá là vô cùng yêu thương nhá, xe mình mua trực tiếp một chủ rồi. Sơn zin máy zin. Bỏ yên vẫn zin theo xe. Tay sách này chưa bị sơn lần nào nhưng bây giờ bắt đầu mới.
bây giờ có thích sơn sơn này, đây nó cũng hơi hơi mòn mòn một tí, bởi vì một cái tay sách này nó không thể mài, không thể giữ được theo kiểu. Thời gian. Kiểu anh em nó nhiều lúc nó chở quần chở áo chở các cái đồ vật liệu chở trẻ con. Đây anh em nhìn cái tỏi này thớt, ông quay con này. Này nhìn chất không? Anh Hoàng ra. Đầu máy 1.5 nhá, đúng đời đúng biển luôn. 2.5 thôi. Lốp sau còn gì đâu? Ôi lốp sau còn gì đây anh em này? Tuần thứ 16 hay 2015? À 12. 12. Bản đun lốp à, bản bản lốp ấy nhá, lốp không không phải là lốp y là C, không phải lốp đun lốp đâu. Đây, nếu mà 150 bản đun lốp nó đắt hơn một tí. Riêng con này 150 thì mới đẹp như thế này nhá, thì xác định anh em xác định tầm 190-200 mới cho đến. Đó phải có mỗi cái chữ cái tem này. Anh em mỗi cái tứ ở cái cạnh này này. Nó ghi là 12 là 150. Mỗi một chữ này luôn. Về dáng cái chữ này. Thì mình cứ xác định luôn là nó là kinh khủng luôn. Nó là ô tô. Anh Hoàng Gia Long ơi đừng lăn tăn nhanh nhá. 33 triệu bọn em được có 1 triệu nó không cái công bọn em làm ít quá. Live stream này là giá rất là hợp tình hợp lý rồi. Nói chung là anh em tính nó hợp lý thôi. Hoàng Kiên buông cả ô tô nữa à? Đúng rồi. Nhăn lắm. Năm 2018 này nếu mà quận Cầu Giấy thì nói lên các bạn anh em search vào web của mình hoặc bếp của mình là sẽ otohoangkien.com hoặc otohoangkien mình vẫn còn đấy. Em dùng nhưng like mình, like ô tô cũng một đúng rồi, trên các cái YouTube vẫn còn cách dạy xem ô tô của mình ấy. Nói chung là ô tô mình buôn mấy chục cái luôn. Cũng live stream trên ô tô trên đấy trước. Bán ô tô cho anh em nhìn bán xe bán ô tô như bán rau. Nói chung là mình bây giờ mình tập trung vào xe máy hay hơn, bởi vì nó thật là xe máy nó đúng vào cái cánh tay phải của mình. Mai thị trường xe máy nó ổn định hơn, rất là ổn định hơn. Dương Nguyên có nó không có lên quá mà nó không xuống quá. Alpha hình như còn anh em ạ. Đây là một chiếc Exciter 2012. Anh ơi cứ phải đẹp. Đừng có chào có lại đều. 2012 GP 135. Lúc live ông toàn đưa cái đồ đều ở đây. Ôi mua cả không. Đấy 135. Con này mình mua rất là hợp lý nha. Mua anh em mua là 11 triệu 700 một chiếc xe Exciter. Đấy có đây tất nhiên. Anh Đỗ Việt Văn, anh Đỗ Văn Việt, anh đang bảo ngày xe này ngày nào đi nhiều thì 10 km. Mình biết cái xe này từ ngày đầu mới mua. Con SH nhập. À con SH nhập à? Vâng, chắc anh gần nhà anh. Ờ nói chung là nó là cục vàng đấy, cục cưng luôn đấy, cục vàng đấy. Con này mua 11.700 anh em nhá. Một chiếc. À côn, sơn zin, máy zin. Đấy, Exciter, em nói sản xuất 2012 dành cho dáng 135. Đấy anh em dân chơi máy vẫn nổ đấy, nó vẫn là thị trường mùa xuân này. Đây. Cộng cho anh em con này 1.700.000, nếu mà thật sự anh em nào thích dòng côn tay nhá. Thật sự là dòng anh em đam mê côn tay. Anh ơi cứ phải chất. Cảm ơn 1.860.000 anh em đang xem nhá. Con này như nhớ không nhầm có bạn sóng gió, bạn rất hay hỏi 100. Trần Đức, ok Trần Đức 135. Bạn sóng gió không biết còn ở đây có ở đây không ạ? Qua về đây các đại ca này uống bia hơi tươi ở Hoàng Mai. Qua về tối qua về đến tổng anh em qua về lúc 7 giờ tối mấy anh em rồi các đại ca lại tụ họp uống bia hơi ở Hoàng Mai xong mỗi anh em taxi mỗi người một nơi về đấy nói okay. Chung là giao lưu với các sếp Thăng Long kẻ trọ biển con này là 29P1 hay lắm sống ở thủ đô này nó sướng lắm đấy nó rất là vui. 135 anh em ạ, 135 rồi GP cũng một anh ơi cho xe ông ơi mở yên đấy cho xe dịch vào thì mở yên ông quay con cái yên. Cảm ơn 7.874 anh em đang xem nhá. Đây không ạ? Có thấy đích hay Alpha không? Có Alpha chưa? Alpha này có con xe của anh Năm cũng không mua được. Thế đích đẹp còn không? Rồi ok, không. Xong rồi. Đây tiếp theo là một chiếc xe là Lít SC dò hàng đẳng cấp nhá. Dành cho anh em nào thật sự dân văn phòng vợ con đi lại. Con này cũng hợp lý lắm, mình mua có 9 triệu thôi. Chính thức là con này mua có 9 triệu một chiếc xe SC là lít nhưng mà hàng nó là đẹp luôn. Nó là sơn zin máy zin. Đâu quay qua. Đây máy nổ rồi. Anh Nguyễn Hùng ơi, đi mà tầm 30 triệu có nha anh nhá. Không tiếng động này, vỏ yên còn zin theo xe. Đấy máy này. Anh em nhìn cái mic của mình này. Gần đấy máy nó không tiếng động luôn. Cô này có 9 triệu thôi, em nói biển 2930L. Xe đời này của nó là đăng ký 2010. Con này là 2010 anh. À thì tầm mùa xuân. Nói chung là mình giờ này mình chọn xe mình đích thân mình chọn toàn thôi, hàng ngon để cho anh em chơi đôi chìa khóa cả đôi. Nếu như những anh em thợ lại nhìn xe này mình sẽ không mà nói. Trên video này của mình rất nhiều anh em thợ vẫn đang theo dõi, mà những cái cửa hàng cầm đồ cũng đáng để anh em để theo dõi thì biết giá để mà cầm cho khách, chính thức là thế. Con này đời anh em là thế giới phẳng đời chót đời cuối cùng đấy, đời cuối đấy. Cùng được cái là xe rất là đấy, mình báo cho lộ giá mua là nhiều lúc anh em là cũng hơi không vui nó hơi ảnh hưởng một chút, nhưng mà thôi nói chung là ít thì thôi.
mua bán mà ít ủng nhau thì giải quyết mẹ bán bao đồng nổ luôn tiếng Việt nó nhanh. Máy zin anh ạ, Nguyễn Hùng ơi, máy zin nhá, lúc nếu mà zin một zin Việt mà là không đấy là máy zin anh nhá. 9X hay 2X, X làm cái gì nổ mẹ luôn tiếng Việt cho nó dễ, đúng không? Anh em cho nó dễ mua, thật sự là thế giới phẳng. Chúng ta quan trọng là nâng cao cái tầm hiểu biết. Đấy. Những anh em cầm đồ, đặc biệt là mình biết là những video của mình là những anh em cầm đồ này, anh em thợ các nơi rất là hay xem like của mình, tại ra xem là tuy rằng cũng không chia sẻ comment hoặc cái gì đấy nhưng cũng muốn là có một cái một nắm bước một cái giá đôi khi để cầm giá cho khách đấy, đôi khi cái đấy nó rất quan trọng. Thế bản thân mình mà nghỉ vay trong vòng tầm khoảng 10 ngày là mình lệch cũng lệch một khối giá. Giá đây nó giá suốt ngày giao dịch. Con này mua 9 triệu nhá, cộng cho các sếp con nào ai ưng thì con này mua cho vợ con ở dân văn phòng đi nhá, các sinh viên học sinh mới ra trường. Cậu em 1 triệu. Xe này nếu mà đi tầm khoảng 4 5 năm không hỏng đâu, thật sự ra nó rất là bền. 10 triệu. Nó vô cùng bền luôn. Rẻ. Đấy. Dọn ngon lành rồi anh ạ. Anh mời chờ em tí nhá, đây một số xe trong khe Hùng ơi, con đào đi 3000 cây bán lâu rồi anh ạ. Con này sao? Con này đang của anh ông anh hay sao? Ông anh trong nhà. Đây một chiếc da lớp màu là xanh mặt trời. Đứng rồi, con đấy nó bị hơi đề ba cái đề đi, em cho xử lý coi. Xử lý anh em nó xử lý qua cái bị đề cái. Cháu ơi. Chào 1908 anh em đang xem nhá. Anh ơi con này LD này. Liên doanh anh em ạ. Hoàng Kiên. Chiếc bây giờ chất dầu ngang với anh Trịnh Văn Quyết. Nói chung là anh Trịnh Văn Quyết thì anh ấy hoành tráng lắm thì mình thì không ấy, mình thì đơn giản mà. Có gì đâu ạ. Mẹ toàn vay đéo. Đây mình được cái mình trước vay mẹ về, nói chung là mình vay thì trong trứng nước đi vay ra chia sẻ anh em một chút kinh nghiệm. Khi mình học lớp 1 mình đã vay là đã biết nợ nhá, đã biết cấm mẹ, đã cấm quán rồi. Rồi này học cấp 3 đã cấm quán rồi. Thế nhưng mà đến giờ này là mình không còn vay ai nữa. Chính thức là mình không vay ai nữa mà đã không vay thì không có vỡ. Đấy. Hay một chiếc da nớt nha anh em nhá. Con này da nớt. Nó bảo mình đã nợ thì trong trứng nước đi ra. Có ông anh ấy bảo mày mẹ trước làm ăn đâu suốt ngày nợ nần mẹ ông ta bắn bêu mẹ ông mẹ đi đâu xấu hổ khổ thân với ông mẹ vay nợ lung tung như thế nào. Nếu xong giờ này là mình cũng không, mình thôi cắt, nói chung là không phải nuôi lãi nữa. Hàng trần mà, hàng đây trần là nuôi thì lãi khối này em 9 triệu cộng 1 triệu nha chị nhá. Hàng trần 9 triệu cộng 1 triệu là 10 triệu đấy ạ. À, con S không dám mình đưa ra là chính xác ấy. Anh em thật sự ra nếu mà vần vò một chút thì sợ không được, vì những anh em trên đông này á mình đã hạ rồi. Con xe okay, đấy cảm ơn này, đai. Con xe đấy anh xem rồi nó xấu không mua. Không, máy em với em là ngon nhưng máy con đấy anh không thấy. Anh thấy không ngon. Đây Long chào anh rồi mà anh không mua. Máy nó nát rồi bán nó mang tiếng. Ông mua tiền lẻ ấy, thế mà anh mà lấy con lít vừa sau, con SCR lít giá lít vừa xong ấy, con này mua có 9 triệu thôi cộng 1 triệu anh ạ. Đây là một chiếc da lốp này anh em, một chiếc da lốp này ha, lò D này. Lò D 56025 nha anh em nha, màu 2016. Cái con này mua rất hợp lý nha, con này mình mua có 15 triệu thôi. Đấy, em nó lò D liên doanh nhá, anh em nó tên công ty thôi, liên doanh. Nhưng thôi có 15 triệu thôi, dành cho anh em ngõ nhỏ, phố nhỏ mua cho vợ, cho con đi quanh làng, quanh phố. Đấy, 15 triệu cộng cho các sếp con này 1.7 triệu. Xe dọn dẹp lên mâm rồi, chỉ việc sôi thôi. Đấy, máy ngon nhá, máy êm, không quay không đâu, cùng máy rất đẹp này. Đấy. Vừa xinh xinh. Một vòng thật sát đây. Đấy, rất đẹp đẽ, trông vuông vắn. Nói chung là xe nó nhìn nó sạch sẽ, có 15 triệu bạc. Bằng cái con Noza bình thường không có gì đâu. Noza đời 2012. Xe này mới nó hơn 30 ấy, ba mấy triệu ấy. Đấy, dành cho anh em thôi, nó cũng tiết kiệm tiền. Đấy. Đây. Đấy, nói chung là cộng cho mình một tí là cái công dịch vụ mình tí thôi nhá. Đấy gương còn đôi cả đôi. Chúng anh em phải chấp nhận là bởi vì cái não của mình giải quyết việc khác, mình không có thời gian đâu để giải quyết mấy cái việc nữa. Nó không phải nghề thì đau đầu lắm. Ra nốt 2016 này, mua 15 triệu cộng 1.7 triệu cho anh em 16 triệu. Đấy bởi vì những video mình tại sao video nhiều anh em theo là toàn thợ đấy, thợ xem rất nhiều nên anh em mình biết. Anh em giới cầm đồ mà không xem quá lâu bấm được giá cho khách. Nhiều lúc toán này hỏi về thợ ở ngoài chợ xe này, con xe này giá này mua được bao nhiêu tiền. Đấy như lúc khách đến cắm. Con này có 3000 cây anh ạ. Đấy. Đây là một chiếc Sirius. 3000 cây. Đấy, 2020 anh em ạ. Màu bản đen sần nha anh em, đấy 2020. Trần Thanh Tùng ơi, lít thái không có nhá. Có lít thái. Con này ok, trai hậu bá. Biển số này là 29T201629. Mới về anh ạ. Con này chạy có 3000 cây đây anh em ơi. Quá mới đấy, 20. Ở trong tài bảng giá anh. 29T201629. Bảng giá có bộ dạng bảng giá nội bộ 029T2 01629.
bản 2020 nhá anh, chưa nhìn nó đâu, 3.000 cây chưa nhìn nó đâu em ơi. Thế... xem anh cái giá con này nhá, vừa về xong xếp giỏ 3.000 cây này, vừa về xong hàng nó nóng đến mức độ còn chưa có giá trên rồi mèo. Anh chưa à? Đây anh em xe cộ gì cho em ơi? 215 anh ơi. Đây anh Trường Hà Đông ấy, giao lưu cho các sếp như này. Hiện tại có 1.000 anh em đang xem như này. Anh chào các anh trên này nhé. Anh Trường Hà Đông nhá. Chuyên xe chất nhỉ. Anh Trường Hà Đông là riêng xe mà anh mua được xe chất. Lại kết nối. Vâng. Anh chuyên xe đẹp đấy. Rất là nhiều xe đẹp và những xe đẹp bán cho ông Kiên. Đây gọi cho ông Kiên. Mua ô tô nhá. Nếu mà nói anh Trường nó cũng dân mua ô tô ấy. Cái mối quan hệ của anh thì tất cả những anh em mua ô tô nào cũng biết anh Trường, đúng không? Món gì hay thì lại giao lưu chúng tôi. Ok. Vâng nhá. Anh chào anh Trường, chào các sếp như này. Trông ông anh. Vâng, như này thôi. Anh em. Anh em nắn nót lắm. Mua 15 triệu 9. Đấy anh Trường Hà Đông ấy, anh ấy rất là giản dị thôi nhưng mà ba cái cũng là hàng toàn những xe đẳng cấp ấy. Chuyên phục vụ các sếp ở Hà Đông ấy. Xe cộ thì cũng phải chống hết từ cái thời ngày xưa SH cà phê rồi các loại mà các quả SH toàn bây giờ SH toàn 200 mấy, toàn dành cho các sếp anh em đất đai rộng lớn nhà cửa tiền nong nhiều. Mua nhiều 15.900 15.900 rồi cả xe ôm xe hiếc tất cả 2020 chạy 3.000 cây đời 2020 đẹp nhá, với 3.000 cây mới nhá, đẹp. Không, anh em 1.500.000 nhá, một chiếc Sirius đẹp này nhá. Đấy. Nhiều lúc có phải hơi ngắt quãng đi để giao lưu các anh em trên này đi. Số này 29T2 nha anh em, 01629. Nói chung là 159 cộng với lại 1.500.000 anh em ạ. Xe mới lắm. Có hơn 3.000 cây rồi anh em ạ. Em chào anh. Nào làm lại chim. Em ơi xe em ơi, em ơi. Lâu quá không thấy bác Hoàng Kiên lên. Anh mời em. Mời anh ơi. Đấy. Thế cơ mà rồi. Có ai nhưng mà xem live Hoàng Kiên là kích thích ăn cơm. Không có ăn, không ăn không chịu được. Chết giờ này, chết giờ mình. Lò văn nhân, trang trí thêm. Anh rồi quay. Vân Diêm 27 bán chưa, chị Dung. Dung ơi, Huyền Nguyễn Hùng đang giả hỏi. Con 29K7 bán chưa? Đấy. Đâu con nào anh? Con 29K7 á? À con đấy, con đấy là con Dream. Giờ đem. Dream con đấy là con K7, để em kiểm tra xem nào nhá anh nhá. Ô để đây quay một chiếc xe lít đi nhá. Chờ xíu để mình kiểm tra lại con 29. Lại một chiếc xe lít em nó đến từ Hải Phòng. Đấy, nói chung là nó em nó 2.10. Con đấy bán rồi không? Anh ạ. Hiện tại con đấy là đã bán rồi. Ở đây chung là mấy các sếp phải chặt tự. Anh xem là anh phải đặt cọc luôn giúp em nhá. Thì cũng phải ấy, không có bà con tiểu thương là giải quyết bày vừa ra không được. Nói chung là mình phải chấp hành pháp luật. Nguyễn Hùng ơi, con này bán rồi nha anh nhá. Tùng Dương lên SH khoảng 65 150, form 2017 đi anh. 150 mà 65 triệu thì mình nghĩ là hơi ít anh em ạ. Tầm phải tầm khoảng trên 70. Con này mình mua 8 triệu anh em nhá. Một chiếc xe lít 2010. Đấy, ngon phết nhỉ. 8 đồng thôi. Giá lít. Rẻ quá. Lít xịn anh em ạ. Máy nổ xinh xinh gia đình hạnh phúc này. Biển 16 anh em ơi, Hải Phòng. Cháu chào bác, cháu về. Vẹt. Cháu hết ác quy. Hết ác quy và hết xăng luôn. Hết ác quy. Nước bê mông rồi, thôi để đây. Này. Yếu. À cũng chưa hẳn. Hết sạch khả năng bị chạm. Không, nó hết sạch đấy. Nó hết ác quy. Cháu chào bác, cháu về. Không vấn đề đâu, mình nhìn xe nó đồ nó đắn được. Ông quay cho con cái khủng máy đâu ơi. Con này mua có 8 triệu không này? Đấy lít nhá. Đây, quay gầm bệ thôi, còn nổ máy thì quan trọng gì. Thua cái biển tỉnh thôi. Cháu em nổ máy nó không được. Bán bao nhiêu? 9 này lắm nhá. Chân trống ạ, đâu chân trống gì? Đời chân trống đâu? Em đề rồi, đời này đời thường. Mua có 8 triệu, cậu có xem con này 1.500.000 nhá. Quay con mặt này rất là xinh nhá. 9.500.000 anh em ạ. Xe nó vuông xe, mình nhìn xe nó vuông xe. Cứng cáp. Mua 8 triệu thôi, nó thật ra những anh em thợ thuyền thì nó hợp tình hợp lý. Bởi vì mình like tại sao anh em thợ vẫn xem là nó là thực tế thì mới xem. Mình không thực thì không xem, bởi vì là mình ở đây anh em khu chợ xe nhiều lúc giá cả vẫn phải hỏi mình mà, giá cả vì mình tiếp cận ở đây mà. Anh Phát Hoàng ơi, cái con 135 ok lắm anh ạ, một vài trăm nghìn cố lên anh ạ, em báo giá chuẩn đấy. Đấy. Anh nhá, anh Phát Hoàng nhá, con đấy... Sao con đấy sao? Con đấy mua rất là hợp lý rồi đấy. Em xe em nó mua chưa?
Mua rồi à? Anh mua đi. Thôi bình tĩnh để anh xem này. Giám đốc đi chơi về rồi, Hùng Anh. Vâng, đúng rồi ạ. Có con xe Jim nào hơn chục triệu không? Nguyễn Toàn, Jim hơn chục triệu, anh Nguyễn Văn Toàn hỏi. Còn ạ? Còn có 13 số. Còn có 13 số, Nguyễn Văn Toàn ơi, hơn chục triệu nhá. 2019. Bố thần Hoàng Kiên mất hút mấy hôm nay không mới thấy. Vừa rồi em đi đi thăm bà con ở các giải đất miền Trung. Đúng rồi, trên lít biển 16 giá đúng không? Đúng rồi, anh em ạ. Và là ôi giời, anh em cũng nhiều người biết phết đấy nhỉ. Đi đến đấy nhiều các đại ca biết phết đấy. Đại ca đến điểm dừng chân là xe khách nhỉ. Điểm đỗ ở cao tốc còn gặp. Anh em đi vệ sinh gặp nhau, ôi đấy cũng gặp nhau, nó sướng. Thế mới sướng. Thì lúc đi ra vào mẹ tôi nhìn ông quen có không hả mẹ? Tôi nhìn ông quen lắm. Đang chỗ ăn. Ờ đúng rồi, anh em chịu khó Facebook mà lướt mà xem. Bao tiền ông em? Dạ. Bao tiền? 25 năm thì giả đây nó. Anh ấy đang bảo 25 triệu. Anh đang bảo chốt 25 triệu. Anh ấy đang bảo chốt 25 triệu. 2019 à? 2019. Ôi cứ để đấy, 24 triệu cho anh nhanh. Dạ. Nhá. Không lùi nhiều đâu, em lùi thêm anh không lấy. Đúng 1 triệu, anh lùi ra 1 triệu là 24 triệu. Em không bán nữa. Làm gì mà kinh. Nam Phạm, ông Đức bê mâm đâu hết mà xăng không biết. Nói nhỏ đấy, nó nghe đây nó không bơi mâm nữa anh em, khổ phết. Đã kiếm ông lại làm khỏe kinh khủng luôn. Trân Trọng Hy, tôi ở Bắc Hà. Ok anh Hang Trần Hy nhá. Tôi ở Bắc Hà. Ôi giời, Bắc Hà này. Bắc Hà nổi tiếng quá thì anh em này, chợ phiên Bắc Hà này này, bà con Hải Sa Pa này review lên, anh em lên đấy ăn uống ác quá này, đồng như kiến. Hải Sa Pa. Em ơi giải quyết em để cho anh Nhân Tuyên đúng chốt 2,5 năm. Sao đây vừa nói 25 sao không, này 2,5 năm. Chắc ông nào vừa nói 25 tôi vừa nghe. À. Anh vừa ấy cho xe lên đi. Thế qua đây để anh em gặp nhau cái. Sợ nó lát rồi thì liệu mình bán mình lùi đi nhau tí cho nó. Đây em đã bị lỗ mất 900. Đấy đúng 264 giờ phải chịu lỗ. Tôi từ mua từ năm mấy năm nay rồi. Sáng nay mới mua xong. Sáng nay mua. Mua người ta giả rẻ, nó giả năm mười mấy triệu thôi, rẻ đấy. Vừa mua xong về đây giấy bán vẫn chính chủ vẫn cầm đây. Ờ. Đến con này. Con SH 125 anh Jim Nguyễn, con SH 125 2023 có không bác? SH 125 2022 thôi. 23 không có. Không có Jim Nguyễn à? Trả ra mười mấy triệu thôi, mình mua mình khóc lóc ác vào người ta mới bán cho chứ. Em cứ hoáng lên mua thế chết. Thôi nói vui để cho anh 2,4 năm, không nhiều. Để cho anh 2,4 năm. Còn nhiều vẫn còn nhỉ, dòng này vẫn còn. Nhà xe còn nhiều lắm, nhà múc vào để lại mẹ xếp chốt đô để đấy. Bởi vì nó nằm trên tầng 5 mà không dắt chung được, rất là nhiều dòng xe này nhà mình rất nhiều nhưng còn nhiều. Dán lên lồng rồi. Ôi, không có mua đâu. Ê, chết rồi. Nhà mình có lại 155. 155 thì còn nhiều. Ừ, dòng này còn nhiều đúng không? Ừ, còn nhiều, ê, chết. Độc mua lỗ rồi đấy là vui, nói chung anh em đây nó làm vài lít là nó lên đường nhưng nhiều lúc cũng gãy răng là bình thường mà. Đây buồn lỗ nó thật cho anh em ở đây. Vừa rồi lỗ mấy dàn SH 350 lỗ 50 triệu. Nhặt đây toàn triệu bạc mà nhặt 50 xe mẹ nói khản cổ. Trông cái thôi không ăn được đâu, khó lắm. Đời cũng như là mơ. Thôi mua cho em 25 triệu nếu không bán thôi. Em nhá. Ok, chốt cho em 25 triệu. Em lỗ. Lỗ gì? Lỗ thôi nhá. Vâng. Ok. Sao phải lên like nữa, phải bán cho nhau thì mẹ không lên like, không bán cho nhau nên để coi rồi mẹ coi rồi. Đức bê mâm, Tuấn Anh, Tuấn Nguyễn lại thiếu rượu đúng không? Chính xác mẹ, ông muốn run tay, không bê được luôn. Lấy cái mic, không bán xin cái mic đấy. Ừ. Bán xin cái mic. Cho anh 10 lên sân. 150, 2019. 2019. Ok. Chào 697 em đang xem nhá. Rồi rồi. Ra là mua nó hơi căng thôi anh em ạ. À mua gọi là nó sứt sứt để tí này có sứt sẹo nha anh em nhá.
cảnh nứt vỡ nó cũng chán lắm, nhưng mà thôi thì cố mua thôi. Nứt vỡ ông em nó giải quyết, nó còn rắn, bây giờ nó đang hăng, thôi để nó cho đi cho nó vài vòng nữa. Anh trên line mua em 25 tí, quay lại mua cho 24. Mẹ cứ xác định thế, em cứ xác định tư tưởng đấy đi. Đây em bán thì phải bán mẹ luôn. Không được nhá, thôi nhá. Thế mua là 23 mấy rồi? 264. Mua bao nhiêu? 26.400. Tiền, ông quay đúng thật không? Ôi em thật đấy. Vừa đã nói chuyện với Toàn, em bảo đến em bảo là 27.500.000 cơ, nhưng Toàn bảo thế thì em đã bảo không biết. Ôi đằng nào thì 26.400 này lùi thêm 500 nữa thì mẹ chết, thì cho một phát bắn phát nữa rồi đứt mẹ hẳn đi. Cứ để ngập ngoài nó khó lắm này. Cho mẹ đằng nào nứt vỡ rồi thì cho nó mẹ buông xuôi đi, cho nó đằng nào. Tại vì em với Toàn đã đứng đây nói chuyện lúc rồi. À, nói chuyện luôn. Đằng nào nứt vỡ rồi thì đằng nào đi du lịch mẹ chuyến đi, mẹ cho nó tiêu bớt mẹ đi. Đằng nào tiền của chúng nó, đằng nào mình đã thì mẹ đã cảnh nó đã mất uy rồi, đúng không? Cảnh nó đã mất uy thì giữ gì nữa. Thì mẹ thì cũng đi đốt mẹ loạt đi, nó hết bố đi, cho nó đằng nào cũng cho nó xóa sổ chơi bán khác. Xóa đi chơi bán khác, được chưa? 500 nữa. Ôi thế này nhá, lùi đi 200 nữa, được chưa? Chốt cho 24.800 để mẹ nhồi cho phát nữa. Ở đâu? Sao lại 23? 25 triệu. Anh. Thôi đây lùi 300 nha. 252 chưa à? Cũng người dùng cái cảnh mà thằng ông kẻ chợ đó, ông nói thật là nhiều lúc là nó cứ bảo là gì chứ mình thoáng không được đâu. Cứ mặc cả để cho các sếp trên này thôi, chứ còn nói thật mình cũng quan trọng đâu. Kể cả 27 đá mình cũng mua. Đấy. Cái là nhiều mặc cả hộ anh em trên này. Lâu lắm mới không thấy ông tướng kia lên like. Kỳ Đạo Quang, chào Kỳ Đạo Quang nhá. Con này là mua 25.200 rồi. Đấy. Cộng cho con sếp con này 1.500.000 nhá. Nếu sếp nào mà quan tâm thì làm con này. Nói chung là em nó biển Hà Nội. Đấy. Đấy. Cảnh anh em Thăng Long kẻ chợ cũng phải thông cảm, nhiều lúc là nó cũng nó không thế, các cụ bảo là buôn không van muôn vàn lỗ vốn. Nó cái kiểu nó phải thế. Chứ nhiều lúc thoáng không được đâu. Có lúc rất thoáng mà có lúc được thì cũng là phải 2019 anh cái em việc cũng phải thế. 2019 biển 29F. Cũng được. Anh mới con của anh bao tiền đấy? Đây vẫn còn con NH nhập này vào mấy con ZX. Ở một số xe Đức Bê Mâm. Ui giới thiệu còn lâu lắm. A-Black kia đây anh. Anh muốn ngồi anh đi xem. Anh xem à? A-Black 15160 anh đi. Anh mới muốn làm khán giả nhá, anh không muốn bán xe, anh đến đây chủ yếu làm khán giả. Quan trọng là khán giả là chính. Thì lúc bác ủng hộ anh em. Dân chơi cũng thích lắm mấy việc. Thế hôm qua mẹ đi du lịch chúng mẹ nháy ông anh đi hay nhỉ? Hay lắm, nhiều chương trình nó hay lắm. Anh em hay lắm. Nhiều lúc không phải chương trình nào lên like, chương trình lên like bao giờ nó phải hoành tráng. Nó phải là nó ở ngoài biển thôi. Đấy. Có những chương trình riêng tư không được live stream. Có những chương trình đi nó hay rồi đấy. Ông có thể quay một chiếc xe. Iblet 2020. Em bán em. Iblet 2020 anh em nhá. Các bạn cháu mạnh. 3.600 cây. 3.600. 86 cây. Đấy. Màu xanh tím. Con này biển số 29I154030. Cảm ơn 719 anh em đang xem nhá. Hiện tại là mất Oppo anh em ạ. Oppo tháo ra là mất gì? Đấy. Rất là đẹp anh em ạ. Xe chạy đây, chạy hơn 3.000 cây này. Dạ. Đấy, với anh ABS màu xanh tím. Ừ. Con này bao tiền? 20 nha anh em nhé. Lại đến bán 2 con đấy hả em? Rất rẻ em, toàn giờ lên quan tuần này lên thì anh có ơi, lên biển, có biển, lên sóng được không? Biển số không lên sóng nữa. Đấy 29, anh em 29, đang 21. Không em cứ để đấy đừng cho xa quá. Anh em giờ quan tuần. Biển 29, những người 21, nổi tiếng thì cũng không dám lên sóng. Lên sóng ảnh hưởng rất lớn đến công việc làm ăn. Đấy. Nhưng anh em thọ đấy nhá, nhưng anh em là đấy. Cũng muốn là cũng có cái mối quan hệ tiếp theo. Đấy. Nhiều lúc anh em các đại ca nghệ thuật lắm. Con này 29I1. Rồi. 5430 ấy. Ừ. Đấy 2020. Ừ. Lên cũng đăng ký là đợi cô mua đăng ký 21. Thạch Kiên. Con này mua là 41.500 rồi. Đấy. 150 nha anh em. Cộng cho xếp con này 2.500.000. Đấy xe này mới cả đăng ký là 6 mấy triệu ấy. Đúng rồi, 150. Đấy. ABS anh em. 150 đây đang có con 150 đến bán này.
Okay. Tại đến mua luôn. Là anh em quan tiền. Tâm thì cứ cọc luôn giúp em nhé. Hoặc là báo gọi điện trực tiếp với số điện thoại hotline để trên ạ. Hơn 3.000 cây đây anh em. Cảm ơn 700 anh em xem nhá. Ok em ơi. Anh Hiếu đợt này ga đầu bạc đợt này ga đầu bạc đợt này không bán cây nữa mà chuyển sang bán ô tô. Đợt này ông anh hơi bị nổi tiếng rồi đấy. Thích xem con em lít ở cửa lò hôm qua anh Sơn Nguyễn thằng nhà nó về chuyện bí mật khó lắm. Anh em nói phân tích là tình huống. Anh Kiên không sợ ông ngoại mà hay hết ra thế Hoàng Lâm. À không, chương trình nó kiểu như thế chứ. Chào vợ chồng Kiên nhé, hôm nào chứ. Ở đây Dung là em gái nhé. Ừ. Rồi ok, anh chờ đi. Nó vẫn cứ phải vẫn cứ phải tổng bí thư trong hiệu cắt tóc. Đấy. Phải lên đi trong hiệu cắt tóc. Rồi giải quyết đây anh. Đây một chiếc, không cứ để đây. Không sao. Đây. Đây. Can thiệp vào. Một chiếc RX 110 đấy, 010 anh em nhé. Không quay, cho con đi. Đấy, quay nhanh chỗ này. RX 110 anh em nhé, RX 010. Ok, Hiệp Hoàng ơi. Cái máy ngon. Anh Lê Thắng. Xe vừa tiền anh em ạ, cái dòng này đấy, 010. Ok, Lê Minh Tràng nhá. Minh Lê Tràng. Dạo này hơi ít người xem kia ạ. 626 như thế cũng là niềm động viên rất lớn rồi. Anh em chia sẻ bài cái là hộ giúp cái cho nó lên nó tít mù thì quan trọng là tiếc làm đích. Đằng nào thế nó nứt vỡ rồi thì tiếc làm gì. Lai mới được. Cả nhà nhá. Mẹ giữ làm cái gì. Nhiều lúc nhiều các sếp biết là hay giữ thủ giữ thế. Tiếc một cái chia sẻ mẹ là thế không cho mẹ mọi người biết đi đúng không? Mình cứ cho đi là nhận lại. Câu chuyện. Đấy, anh em chia sẻ các cái hộ cái ạ. Đấy, đằng nào cũng nứt vỡ rồi, giải quyết đi. Đấy, ta bán xe này nhưng được cái nhiều anh em bán xe cũ thì nó đỡ được cái cảnh nứt vỡ, bán ấy. Đấy, 2010 nha anh em nhá, RX đấy 2010. Con này biển số xe là 30Z7. À, năm 2 à, vâng, bác, vâng, đây. Đây, có anh em đã xem xe nào chưa? Bây giờ bác xem à? Không, đúng rồi ạ, bên đấy là nhà em đấy, bên đấy nhà em đấy. Thằng sếp cứ xỏ tay túi quần đấy, mẹ cũng xem like lặng lẽ lắm. Thằng sếp cứ đằng sau bóng tối xem, mẹ cũng xoay thật kỹ mẹ thằng này xem ý mày nào mày lừa tao không. Có thế. Con này biển số 30Z7 anh ơi, 9067 2010 anh anh ừ. Anh em ạ, máy ok lắm. Rồi nó không vừa tiền. Không vừa tiền thôi, giới đích 110. Con này mua hợp lý nha, anh mua con này có 8 triệu thôi. Đấy, 8 triệu con này thôi, cộng cho các sếp con này 1.2 triệu lên mâm rồi. 9.2 con này rẻ quá nhỉ. Rẻ. 2010. Không quay hết rồi gì. Quay okay. Hết rồi anh ạ. 9.2. Đây là một chiếc xe SH nhập khẩu xe dành cho anh em to cao đẹp trai một thời để nhớ này. Xe trước anh em nó là 86. 150 nhá anh em nhá. Con này 150i nhập khẩu. Đây một chiếc SH 150i nhập khẩu. 150i. Đấy, nhập khẩu. Đấy. Anh Lê quay vòng cái con nào. Anh Lê Văn Đương ơi, con lít em quay rất là kỹ rồi anh ạ. Xe giá đấy thì anh em yên tâm là chất lượng anh em không phải lo. Nói chung là các sếp xem live này mình chưa xem quay kỹ thôi chứ mình cứ nhắm mắt vào mua cái não của mình đi mình hưởng thụ với cái cuộc đời này. Xe nó có dưới chục làm triệu gì để em. Nghĩ làm gì cho đau hết cả đầu cả óc đấy. Tất cả nói về xe máy đội này anh em nó là chuyên nghiệp rồi. Đấy nhiều hầu như cái tỷ lệ mình lên live hầu như các sếp cũng cọc hết đấy mà có để đâu. Có bị ế có nào đâu. Đấy. Em quay vòng một vòng. Nhập đấy. Khẩu nha anh em nhá. Đời 100 SH nhập khẩu 150 209. Đấy. Anh em 209. Hàng một thôi để nhớ dành cho anh em to cao đẹp trai. Đáng đi nói chung có một chút gì đấy. Nó vẫn có cái nét đẹp riêng của nó. Đấy, nó thật ra để đi thì nó ai mà đã từng đi dòng này nó sướng vô cùng cái cuộc đời này. Đi nó sướng lắm, nói chung là để dành cho anh em hưởng thụ. Còn đây thật là mốt mới thì anh em có loại khác mốt mới thì đằng sau này rất nhiều. Đây con này thì nó có cái gì đấy nhưng thật sự ai mà đi thì mới thấy. Nó nghiện luôn. Đi là nghiện. Hiệp Hoàng đúng rồi ạ. Nó là nghiện luôn. Mày đăng ký tháng 1/2/9. Trần Thông con mua. Con này hợp lý nhá, con này cũng không hợp lý đâu. Con này mua càng tày lắm nhỉ. Con này dã càng tày thế nhỉ. 6 mấy triệu đúng không? 7 mấy triệu luôn. 6 mấy sao được. Trần Thông con đó đi mới lấy của anh ngon. Dã càng tày thế nhỉ. Ngon. Ok, cảm ơn Trần Thông nhá. Trần Thông chia sẻ bài giúp hai anh em với nhá. Càng tày thế nhỉ.
con này giá hơi hơi bị căng tay ấy. Máy zin anh ạ, con này máy zin. Con này mua 72 triệu, giá căng tay thế nhỉ. Ra xem mua này giá hơi bị căng tay ấy. Anh Hoàng Trần ơi, cái con đấy anh cho em xin cái biển số nha, em để em check luôn. Con này bán 74 triệu nhá, thôi xác định thương đâu. Bán cộng đúng 22 triệu. Ông có thể quay con mặt được không? Con này đây ông quay mặt được không? Đẹp mà anh. Cái gì cũng đẹp, 2009. 74 triệu con này nhá. Chạy thì sướng. Con này nó không dán đi lông, con này sao cho ra bóc hết đi lông cái thứ ra này. Em này. Con này bóc hết đi lông nha. Mẹ nhìn cho nó đẹp. Đây này, cậy mấy cái vỏ yên ngoài ra. Đây hai lớp này. Em ơi cho dọn lại đi. Nào dọn này xin được. Bóc hết cậy hai vỏ yên này ra. Bỏ vứt cái này ra. Bóc đi lông dọn lại đầu cho anh. Để này nó bóc nó kiểu ly lông ba lớp, nhìn trông nó cứ lem nha. Hiện tại là cái này nó bóc có ly lông ba lớp anh ạ. Bóc cả cái này ra, vứt cả cái này ra. Em cho anh em bóc lại cái ly lông này ra. Làm nhìn trông xem ai mua con này đấy. Con này cho làm đi. Cảm ơn Hạnh Hà nhá, cảm ơn Hà Đức nhá, cảm ơn tất cả mọi người. Anh okay. Chắc là mua xe của anh 10 trước mọi người. Hà Đức uy tín. Anh một chục đâu nhỉ? Ở chợ đây ơi, AB màu vàng đen 250 triệu, anh đang trước đây ai đã mua chưa? Nếu chưa để em qua. Hoàng Trần. Màu vàng. Màu vàng. Đã bán chưa? Cái đây em phải kiểm tra. Anh 10 chào các sếp như này em gái nào. Chào tất cả mọi người trên live stream Hoàng Kiên nhá. Lại lứt vỡ, lại lên bán xe đây. Anh con đây bán rồi. Anh mời bán em lên đến bán một con xe Everest là thấy nghe tin mắng mắng ấy. Trên này là sợ lốp còn gì nữa. Lốp sau vẫn còn mà. Lốp sau còn à, liệu có lắp ghép gì không đây? Liệu có... Em cứ nhìn thấy thực tế luôn xe lắp của anh. Lắp ghép có thật thà không đây? Anh em anh trên em này biết nó đông người lắm anh ạ. Anh em biết nhau rồi, vâng. Anh em nhanh gọn, chú biết rồi là anh nhanh gọn. Tuần 9 này không phải một sau lốp mới này. Lốp nó để xịt hơi lâu lắm nó còn dập lên này. Ừ. Có như nào thì anh nói như thế. Không, em nghĩ là khó phết đấy. Con này khả năng chưa chắc. Chưa chắc cái lốp theo xe. Lốp bên khổ một. Lốp trước mới thay, xịt lốp mới thay. Ừ, mới cứng luôn. Lại không biết rồi, lốp không biết rồi. Anh Hoàng Trần ơi, đúng rồi, con mà... Blade vẫn còn nha anh nhá. Nếu mà tuần thứ 9 này không phải một đăng ký năm nào ấy. Đấy, 21 mà. Một đăng ký tháng 1 hay không 11 thì vui. 21 là 21. Vẫn còn nhá. Bao tiền con này anh ơi? 2015 vẫn còn nha anh Hoàng Trần nhá. Anh cọc nút luôn giúp em, con đấy đẹp lắm. Đây. Ôi cảm ơn 570 anh em đang xem. Đây đầu máy 056 tem gáy 2011 mà. Hà Đức 21 là 21. Có như nào là anh nói tuần như thứ 2. Đăng ký 11 tháng 2 năm 2011 mà xe này lốp sản xuất năm tuần thứ 9. Nghe vẻ trong vòng 9 tuần mà nó đẻ lên 9 tuần nên là được bao tháng hả anh em? Sai rồi. Con này đăng ký tháng 2 năm 2011 mà lốp thì đẻ từ tuần thứ 9. Có nghĩa là con này đẻ trước lúc thì giấy khai sinh. Khó. Cái đấy cửa hàng nó bán chậm thì sao? Lắp lốp chậm thì sao đúng không? Nứt vỡ. Ngắn gọn là bây giờ có thế lại thôi. Bán lốp nó thay rồi lắm mà. Bây giờ đấy. Anh em tranh luận làm gì, bây giờ có thế lại thật thôi. Thật kìa nái luôn. Bây giờ có thế nào bán như thế. Đấy, Hoàng Thành Kiên. Em nói là nó lốp là tuần thứ 9 nhưng mà đăng ký nó là tháng 11 năm 2, mong 11 tháng 2 năm 2011. Đấy. Nhiều lúc nó ác, nhiều lúc khả năng nó bố mẹ nó lấy giấy khai sinh trước. Con nó đẻ sau. Ở đấy rồi các hoài lắm, nhiều lúc đấy nó là cũng những cái cựa đấy mà nó là cái lẫy của cái bán súng ấy. Ông nào thì còn trượt cựa quá rồi nó ra bắn mẹ trượt sang cái thế khác. Đấy nhiều lúc nó rất là đơn giản. Chỉ có kinh nghiệm mới ra được. Con này vào lốp hả? Chắc chắn là vào lốp. Đắn gọi là giờ anh mua như thế nào? Rồi bây giờ mười mấy. Nguyễn Vũ Huy lốp phách. Không lốp xịn, không phải lốp phách đâu, lốp xịn theo xe hả nhưng mà nó lại ở con xe khác. Lốp xịn. Thôi mười mấy rồi thôi anh lên chơi rồi anh đi về được. Lốp thì mười mấy rồi giờ 15 16 rồi bây giờ. Thôi giờ anh đưa ra bóng anh bán bao nhiêu thì cho thoải mái. Để em 26 triệu. Ui giời ơi. Ông anh ấy. Anh 10. Anh một chục. Hiện tại đang có 614 anh em vẫn đang xem. Anh một chục. Chết.
Không, em kia anh thông cảm là tính em là nó rõ ràng, nó quen. Đúng, anh cũng rõ ràng mà. Nó hơi mất lòng. Anh nói thật, anh mua là anh bán như thế, anh rõ ràng. Đúng, anh không để ý. Nó thực tế luôn anh em. Không, con này của anh cũng được. Để anh em mình nó là bài ngửa luôn. Anh cũng là bài ngửa. Anh cũng là cái thằng bài ngửa chứ có phải anh thằng khác đâu. Có như nào anh bán như thế. Nói chung là xe nó cũng được, nói chung nó cũng vùng bán. Nhưng mà, gì? Nhưng mà giá cao không bán được đâu. Năm ơi. Ông quay lại con là vòng cái xe như này này. Mùa bán này nó hơi lâu nhưng vẫn phải xem đấy nha. Xem đấy thôi, múc vào rồi lại vỡ mồm. Củ máy nó còn trắng phấn đi. Chờ 661 anh em nó xem nhá. Đúng rồi Tuấn Nguyên ơi, mình vừa mới về Việt Đỗ Văn, xe rất vàng. Không nói dung là xe đẹp, nó cũng đắt đấy, không để đấy đâu. Anh Hoàng Thái Kiên, chú phán bệnh chuẩn đấy. Đúng rồi. Anh Gạch Ốc Lát Hoàng Phong. Em có quảng cáo cho anh Gạch Ốc Lát Hoàng Phong nha anh em. Khu vực khu vực Từ Liêm, miền Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, anh em cứ search vào Gạch Ốc Lát Hoàng Phong, ủng hộ cho anh em cái nhá. Ông anh xe bán chuẩn đấy. Một ông chủ ấy. Đây toàn các sếp, các ông chủ đấy đang xem ấy. Trông tướng tá ác lắm ấy. Trên line này em chỉ nhìn thấy mỗi cái bé tí như cái vảy ốc thôi. Đã lùi rồi, tròn buộc thì nó khó nha. Nghe này chán rồi, thôi là con này chắc là không gặp nhau được rồi. À không, ý là tròn 20 thì nó khó, không phải tròn buộc, không phải tròn buộc thì nó sốc quá. Bác cái chít trong chít trong sốc. Anh em đã gặp nhau rồi, hiểu nhau, anh đọc sát chứ ai đi đọc nhiều đâu. Con này đang cân đối với em tí. Con này biển 35, chân 3 tháng 8. Nhưng mà nếu mà đổi xe bây giờ tính vào ngày 16 trước có bán được. Không bán được. Em xin lỗi anh 10 đi nhá. 16 triệu là không bán được. Biển 35 bán được. Chia tay hoàng hôn rồi. Chia tay là cái chắc, chắc chắn luôn. 35, khó. Rồi anh về anh lướt cất. Đâu. Sao bán đâu. Cái này cái giảm 14 rưỡi. Cái này cái 1 14 rưỡi. Anh ơi mời để cho em 20, 21 triệu. Lỗ mà. Bây giờ thợ vừa đồng anh mua nhầm. Mắt mũi giờ có tuổi rồi, lèm nhèm để cho bọn trẻ nó mua. Đã bọn trẻ ấy, mình già rồi mình mua kính giúp vào, mình zoom nó lên này này mẹ mày tôi mẹ. Riêng em thật đấy có tuổi nhá, mẹ mắt kiếm. Mẹ làm cái kính giúp, ông mày soi gì, ông mày zoom ra này, mẹ mày soi ra, mẹ mày đố mày. Mình có tuổi rồi, mắt mũi nhiều lúc mình đọa sao bọn trẻ nó khôn, nó tinh. Đấy, đây cái này mà về dưỡng già rồi. Tương lai để về dưỡng già rồi. Hoàng Thạch Kiên, xin con nuôi. Đang Nguyễn Nguyễn Hiển ấy, em đang giả anh 12-21 triệu đấy. Được rồi. Bao nhiêu để bán anh mời thơm nhiều thơm khoảng bao nhiêu mà? Thì anh em gặp nhau nó xa quá. Xa khó đúng không? Phùng Đức Dũng con này 19 thôi này. Anh Kiên cho em hỏi AB Thái được không? AB Thái là không còn nhá. Indo không còn. Xe mới cho nhanh hoàn thành. 26. Nói chung cái dòng này dành cho anh em nào đó đam mê thôi. Đam mê thôi cho dòng này để so sánh xe mới không khó đâu. Loại này gặp ai thích thôi. Dòng này là dòng gặp ai thích thôi. Thôi em mua 22 triệu. Bán được thôi. Các bạn chắc là không được. Anh biết okay. Là bây giờ không xong. Anh em để khác. Cảm ơn anh nhá. Ok. Anh mời chào các em nhé, trước nghe. Để vụ khác. Rồi. Em ơi, mấy con xe của mình giải triển khai xong. Chào anh em ba, nghe có vẻ là anh đặt cầu à? Anh vai vali này anh ở đâu qua đấy? Ở bên à, Không Thiên à? Sếp có cái quả vali này tưởng anh em vừa ở nước ngoài về này để giao. Hôm qua vừa cọc à? À rồi rồi. Mạnh ơi, cái xe của Mạnh, anh em chốt cái xe của Mạnh thế nào? Thôi cả khả năng không ông không quay video nhá Mạnh thì mà Mạnh ơi báo giá cho anh con này bao tiền. Ông quay cho con cái xe thôi, không quay người bán nhá, bởi vì cái xe này anh em nó cũng
Anh em một ông chủ rất là ông chủ rất là, anh có thể lắp mic cho. Mic cho biết giọng. Không không. Anh em thợ một trong anh em rất là nổi tiếng. Tôi có qua đây nói các bạn. Em ơi em báo giá cho anh bao nhiêu đi. Đã bảo do quan tuần. Anh em nói là do quan tuần thì cố gắng né khó. Có thể bao nhiêu tiền em ơi? Bao tiền em kìa? Sai khoảng 17. Ừ anh ơi, báo anh 17 đúng không? Ừ 17 triệu. Tháng vừa báo cho mình. Có một cái chia chưa? Tháng 12 2022 đi 2000 cây. Ừ. Anh không ai có chia chưa gửi lên cho. Mới tháng. Có con nào nữa mày ơi? Ừ con nào nữa? Ừ. Con này bao tiền? Ông ơi ông quay xe cho con. Con này bao tiền em ạ? Ông quay xe đừng quay em nó. Anh ơi, em nó là làm ăn bởi vì anh em nó mối quan hệ em nó cũng rất là rộng. 44 triệu. 44 triệu. Đời nào đấy? Tháng 6 2022. Đây mượn chìa khóa mà. Chính chủ không em? Chính chủ không em ơi? Đầy đủ anh. Chìa khóa anh mượn. 44 triệu đúng không? 2022. Tháng 6 2022. Chạy ít nhở? Chạy có 800 mấy á? Vâng thế. Ông già thế Dũng. Đầy đủ. Ông Tơ chạy có hơn 800. Đấy đi ít nhỉ? Hơn 800 cây. Hơn 800 cây đấy. Tháng 6 2022 cầm suốt. Con này nó là 125. 125 anh. 125 44 triệu sợ căng. Căng 50 không ấy? 50. Em cầm từ ngày xưa. Ừ, cao. Mới tinh nhỉ, chết. Vào thế lỗ. Ừ, lỗ cao. Thấy ông cây. Em ơi anh bảo này con này thôi giải quyết anh em mua, anh mua cho em 41 triệu. Bán 41 triệu. Không con sữa thì ok anh mua cho em 17 triệu. Thì con này anh em mình sống với nhau rồi. Thì con này thì mua cho em 41 triệu. Họ Thầy Kiên vài anh buôn xe phải nó lệ hết. Không, dùng cái vào đây là cái mối quan hệ đôi khi nhiều lúc khách hàng nhá. Có những ông chủ rất là nổi tiếng ở trên live mình hiện tại đang đến. Nhiều lúc cũng ngại mà đến khách khứa nhiều lúc là nó có cái tốt, có cái không ấy. Em mới để cho anh... Không được, 41 triệu. Em để cho anh... Em cầm 40 triệu. 4 tháng em cộng từ thời điểm trước. Không 1.000 lãi nào luôn. Em ơi 41 triệu, anh ấy cộng triệu, hơn triệu. Dòng này mới được 41, 42 triệu dành cho rượu. Bán lại rượu nhạt bán người nhớ rồi, còn xác định không ăn uống gì đâu. 42 triệu căng. Ôi 41 rưỡi, anh em chốt thôi anh em. 42 mẹ nứt vỡ khó, mới tinh mẹ nó đã là mẹ cảnh nhá. Có 800 cây thôi nhưng mà đấy. Hơi cao anh em ạ. Ừ. Vì là những anh em, những ông chủ là lớn cho nên bắt buộc là nó cũng phải cái mối quan hệ làm ăn đấy. Đấy nhiều lúc nó có lúc nó phải hơi thì thầm mùa xuân. Đấy thì thầm mùa xuân đi. Đó, có xe đó đi Thái nào tầm 40 triệu. Ừ, được mà, xe chuẩn mà. Anh lên đây. Ờ, rồi, anh xin giao gì? 40 triệu với mình có nhiều đấy ạ. 45. Đàm Quang Khảm có đi Chẳng năm, cũng hay. Không kiên. Tuần thứ bao nhiêu nay không ai? Con này tháng tuần tháng mấy không? Tháng 6 anh ạ, đăng ký tháng 6. Tháng 6 hay không ai? Cao phết nhỉ. Cao đấy. Rượu nhạt bán người nhỡ nhỉ. Ok, mua cho em. Ok, mua cho em một đôi nhá, một đôi xe này mua 42 triệu, xe này là rượu nhạt bán người nhỡ nhá. Còn tiếng anh em đi thoải mái. Anh xem ừ. Không máy zin mà, mẹ tay anh mua, bọn này tay anh mua hết mà. Đây máy zin này anh em nhìn quay ra đâu vào máy zin này, anh đang quay video. Đấy. Đây nhìn nó sáng choang này. Anh chỉ soi phát là ra em nhìn nó sáng ấy, nó không biết. Con này không chuẩn mà. Anh em đúng rồi, không anh em hỏi là đúng rồi. Em mua đêm qua. Cây là đúng rồi. Anh em mua lấy qua đúng không? Đây anh xem cái này có thế cái dòng này nó mới. Em cứ yên tâm nha, em đi cái dòng này em anh em cứ thoải mái đi tầm khoảng 5-7 năm tôi nghĩ. Ừ. Hiện tại đang có gần 1.000 các sếp trên này, em có thể chào các sếp ở trên này của anh đấy. Chào anh em nhé. Ờ rồi em tên gì nhỉ? Tên Vinh ạ. Vinh ở Vinh đâu qua đấy? Em ở Khâm Thiên. À ở Khâm Thiên. Ừ. Thế ba lô con cóc đi vali. À ngày nào theo dõi. Nguyễn Đăng Hội ơi. Thì thôi vào viết giấy cho em đi. Con đấy mua 42 triệu anh ơi. Để em cũng phải từ từ. Nếu có thể chạy mấy trăm cây thì mua 42 triệu nhá, rượu nhà để bán người nhớ. Đấy. Để cho đấy anh em là 42 triệu cộng 1,5 triệu đấy mua bán thực tế. Mua bán với các ông chủ lớn ấy, nên bắt buộc là mình phải mua bán cũng phải nới tay chứ không. Có 863 cây đây anh em ạ. Một câu xong luôn với một con Sirius đấy. Đấy.
Mới chạy có 800 cây thôi, đăng ký tháng 6 hay không anh ơi? Đấy. Rất là ít đúng không? Xe đi rất là ít. Đấy, xe dành cho anh em là mua mới. Xe có lỗi đó, xe dán ni lông gần. Anh em thông cảm không? Ai không, anh em không hộ khẩu Hà Nội các thứ. 800 mấy cây, chạy rất là ít. Vâng. Toàn Vũ, à, giám đốc vừa du lịch về hôm nay lên live, đúng rồi, phải lên cho anh em mừng giải quyết. Các anh em 42 triệu quên mình, thật chết. Cộng triệu rưỡi hả anh? Cộng triệu rưỡi. Không quay hết. Ok. Đấy. Ok. Em ơi, từ từ đây, một chiếc xe này 17 triệu đây, một chiếc đăng ký tháng 12/2022. Tháng 12/2022. Đấy, Đức xe rất mới nhá anh em nhá, xe chạy có 2.000 cây thôi ạ, 2.800 cây, màu xanh tím. Xe này sống. Sirius, biển 29E, 23. Một chiếc xe. Đúng ra, đúng. Mua 17 triệu nhá, 2022. Vừa mới ra lò. Chia sẻ anh em là những xe này là những con xe anh em nó. Đây, chủ xe xót xa lắm. Đăng ký 2022 đúng rồi. 2022. Lốp của nó còn bẩn này. Nói chung là cảnh nứt vỡ anh em nó, xe này là xe anh em nó ở mình mua của một anh em chủ cầm đồ đấy nhá, nói luôn cầm đồ rất là nổi tiếng ở Hà Nội này đấy, anh em cảnh nứt vỡ tết nhất nơi rồi, giờ ăn uống giờ nó cũng, bây giờ nó thật ra nó cũng đã trả còn tiền thì trả lương công nhân rồi, trả công việc đi làm ăn nữa, rất là mới này thì thôi mới bán. Nói thật ra không ai muốn bán đâu, cái xe nó đẹp thế này mẹ đi 2.000 cây mẹ hôm nào mua về bán có ai muốn bán đâu, thật ra cảnh nó bí tiền quá ai bán đấy. 17 triệu nhé, xe này mới, 24 triệu chưa đăng ký. Đấy, mua 17 triệu rồi, cộng cho các anh em con này 1 triệu rưỡi, một chiếc. Chốt, anh em chốt con này. Đấy. Mới lắm anh em ạ. Sirius. 2022, anh em ạ, chạy có hơn 2.000 cây thôi. Nhiều lắm, con xe này kiểu cái đầu tiên nó thật để thực tế bán rất khó. Anh em là nhưng mà nói chung thì phải cắm thì bắt đầu bán xe. Nói chung nó xoay mãi rồi, xoay mãi, càng xoay nó càng lún sâu, mẹ khổ cái càng xoay nó càng sâu. Nên tại sao mẹ các cụ càng dẫy nó càng chìm. Hay là đứng mẹ nguyên thì nó chìm luôn, càng kiểu càng này đấy. Đấy, anh em thực tế đấy, anh em xem xe mới, nói chung là con này thì nổ tốt đa rồi, xác định anh em nó mới có 2 tháng tuổi thì nó bao giờ lên sóng F3 chắc phải chờ mình nhé. Hôm nay mình còn xem một, em còn xem một con xe nhiều, vừa xem một xe còn chạy 13 vạn chưa hỏng máy, con Ivalet 13 vạn chưa hỏng máy, kinh khủng. Có nghĩa là mình bảo con xe này của ông 130 tuổi rồi, ông vẫn chưa chết à, ông vẫn nằm ở đây. Mặt sâu nhá. Vẫn chưa hỏng máy, kinh khủng. Bền thế. Anh giống. Anh Nguyễn Đăng Hồi đang bảo là anh cộng 1 triệu để em lấy con nào mà lết màu xanh nha anh ạ. Không, con này cộng 1.5 triệu anh ạ. Nó nhạt quá. Nhạt lắm rồi. Trên live gọi là cộng vậy, bỏ 4 mấy triệu ra anh ạ. Nó lại nhạt. Bọn em phải chịu an ninh. Ok, đây, Hiếu chào các sếp như này cái đi. Đây, em chào anh. Trông anh em giống tướng tá, một trong những tiktoker của một trong tiktoker của cộng đồng mạng không, và là gã đầu bạc chuyên phục vụ các gia đình nhau, các ngôi nhà rồi. Máy Nhật rồi dành cho đấy đúng không anh rất giống mà tầm tuổi ấy, anh gã đầu bạc còn ít tuổi hơn anh Hiếu, mà anh Hiếu còn trẻ hơn đấy. Ông như nào ông hút thuốc nhiều quá mòm mèm hết rồi các sếp. Anh Hiếu này thể dục thể thao ngày công viên hai chiều nào về công viên đấy, chiều nào công viên 2 lần nhá. Đấy, giờ này giữ sức khỏe lắm. Đâu anh này rất nổi tiếng nhá, rất là nhiều tuổi mà nổi tiếng nhá, mà kinh doanh xe máy từ năm 1992-93 đấy nhá. Từ thời cả Hải Phòng cậy công cái thứ máu lắm ấy. Đấy. Đấy, em thấy anh nói thực tế là con này là anh trên nghe con này cũng chỉ có 200 của anh thôi. Còn rồi. Con buổi sáng là của anh, không nói đến. Rồi, mười mấy. Con này là con này của anh. Con này mười mấy. Anh là 21 triệu. À. Ừ, chính chủ sống đấy. Rồi rồi. 2013 nhá, đăng ký này 22 là thế nào nhỉ? Đây là Kiên này. Rồi. Đăng ký sang tên. Bán giám đốc là mất vui. Này lại sôi động. 23 đấy. Không, con nào của anh là của anh. Ok, con này là con anh toàn vui nhá. Anh với Kiên thì thật luôn, không ai sao. Những con buổi sáng của anh. Quay vào cam kia xong chưa? Đang viết giấy bán, học cái sống. Ôi cam đang viết giấy bán nhá, chủ xe đang viết giấy bán trong nhà. Đang mua. Anh ơi, 15 triệu. Mua 15 triệu à? Cũng xong, 500 nữa thì ông này không cầm thì ông khác cầm, nó quan trọng gì đâu. Trần Toàn gã đầu bạc chạy công viên Nghĩa Đô khỏe phết đấy. Thế là buổi sáng con đấy anh bán nó 13 triệu. À. Anh nó rất lòng. Anh nó con đấy, SCR. SCR anh bán 13 triệu con em gái đấy. Anh đổi đấy, anh bán 13 triệu em vừa mua triệu. Mua của anh là 9 triệu đấy. Ừ. Em cộng có 1 triệu trên đấy, nhưng mà kể cả nhưng mà lỗ mua của em như là nó sẽ cảm ơn em cả đời. Ừ. Nhưng con xe đấy nó chất lượng cao, không phải xe mà nó tổng góp ở đâu rồi. Mua các quy mới cứng 490 anh mua cho nó, bay là anh mua rồi, vâng.
Con lấy xe em gái anh ấy. Em Phạm đầy Thịnh. Đủ thế cơ mà. Hai chìa khóa làm gì có xe anh ấy. Rồi em mới về. Mua những cái xe đấy thì nó mình bán nó yên tâm. Em mới về anh Phạm Thịnh ơi. Rồi đúng rồi, không xe chất bán. Chứ không phải là nó tin. Lát 6 triệu 7 triệu thì không nói gì. Rồi rồi. Con này máy hơi xấu ấy. Đâu anh là 21 triệu. Con này máy chạm mẹ rồi, không được đấy. Không được, không được giả nó em ạ. Dạ. Không cố em ạ. Không. Cái gì là đúng thì thôi. Con này của anh đấy mà của anh còn cái này anh cầm bán như này của thôi, nó. Thôi thôi. Thôi làm nhá. Lại thôi, thôi bỏ đi thôi, thôi. Không anh em mình thoải mái mà. Bỏ ok. Bỏ. Ok nhiều các đầu bạc chào các sơn này nhá. Đấy các đầu bạc. Ok. Rồi rồi không bảo hiện điện thoại này. Cứ phải xuất sắc anh ạ. Mình là bạc già, mẹ bạc già mình chơi đúng chất bạc già. Buôn ít nhưng mà chất lượng. Đấy. À Đỗ Đức Quyền đúng rồi, Đỗ Đức Quyền ơi. Em ơi, hôm nay một chiếc xe này mua 15 triệu nhá, Dung giới thiệu anh ơi. À, ông em Trọng bán xe nào ấy? Sở Lích. Sở Lích. Ok anh em ơi, con màu cứ, cam em hết. Cứ ngồi nước nhá. Quay 100 anh em. Phục vụ anh em trên này tí cho. Những cái dòng quay 100 này rất là nhiều anh em mưa chuộng mà lại bảo cam anh ạ. Khách để cất vào trong nhà rồi. Khách lấy trong nhà rồi, con này được cái là đồ rất là đẹp. Ông có thể quay một chiếc xe gọi là màu cam, màu mật ong nhá, đây tổ ong này, tem tổ ong này. Xe màu mật ong nhưng mà tem tổ ong này đây anh em, đời tem tổ ong này là nhiều anh em thích lắm. Xe giá đi đông cả xe anh em ạ. Con này nói thật anh em. Giống ong này nó ngọt. Quay 100. Ngọt mật nó ngọt. Đấy. Thích quay 100 này, theo em là nên làm con này. Con này biển 35 nha anh em nhá. Biển 35 mới có cái giá 15 triệu của đấy. Đấy các sếp ạ. Con này. À, Ninh Bình một khúc ca. Ninh Bình một khúc ca đấy. Sếp này. Đấy nào, đang xem thích ngắm nghía lắm. Máy này. Các sếp đang xem live của mình cho. Máy này ông quay còn cái rất là đẹp mọi người nhá. Cảm ơn 589 anh em đang xem nhá. Máy zin, sơn zin. Em quay con đầu bò. Đây anh em nhìn đầu bò này. Còn ôi giời, đầu bò đẹp căng luôn. Đâu rồi, ngó đầu bò đẹp con này tí được hóa lại rẻ. Rẻ anh ạ. Quá là rẻ, ôi giời, đẹp chứ. Đốt còn zin theo xe anh em mình nhìn con này, ôi giời. Ôi. Toàn thứ 48 năm 2018, 16 này. Ôi giời, ôi này, ông quay có cái tỏi 7 màu ấy. Ôi giời ơi. Trùng gật 7 màu. Nghe, ôi giời ơi. Trùng gật 7 màu. À, chính chủ đây em ạ. Sao nãy anh không nhìn được cái 7 màu nhỉ? Nó lạ nhỉ? Lúc đầu lúc mình mua xong mình thấy nó màu nó cứ xám rồi sao nó đẹp. Mua nó đẹp. Sao mua xong mình thấy nó đẹp nhỉ? Em cứ nhìn con màu cam này em thích. Đây anh em nhìn này, đồ này. Xe chính chủ. Anh em mà đong đem tổ ong nhá. Này, em nhìn ốc bác này. Một chủ từ đầu luôn. Tổ ong này nó hơi khác biệt tí. Giá ni lông cả xe này. Nhìn cái tem nhìn anh em, nếu mà có tem tổ ong này nhìn nó mới sướng. Nghe máy này, nghe máy này nhìn. Kết. Nghe máy này. Ô bò anh em mặc đây, 016, con này cam rồi. Yên xem rồi đúng không? Xem rồi. Ok. Ok, chụp ảnh. Ok. Con này ok nhá anh em nhá. Con này anh em là chốt muốn mua Way 100 mà thích Way 100 thì nên mua con này anh em ạ. Đây ông quay cái. Ê, hợp lý. Cầu em 1,7 nha anh em nhá. Quá hợp lý. Con này đôi lốp còn zin theo xe. Em nghĩ chỉ có trên line kia này mới cộng giá như này thôi anh em ạ. Thật sự là những con màu cam hot như này là chỉ có trên line thôi. Đấy mấy anh em ấy, ảnh nhổng lên cứ tưng bừng cái khói lửa lên. Đây này, tưng bừng cái lên. Anh em nào chốt xe này thì cứ inbox trực tiếp luôn. Anh em nào 35 rồi là mệt trà gần 35 thì là cứ yêu cái loại xe 100 này, Way 100 này nhá. Long mà điều khách chốt nhỉ. Dòng Way 100 mà thật sự ăn chắc một bền, dòng này nó vô cùng bền. Là Way 100 màu mật ong. Đấy. Đấy màu nó cái dán kín ni lông bóc ra là mới, bóc ra phát mới tinh. Đấy. Mua 15 triệu cộng triệu 7, anh Kiên cộng triệu 7 nhá, thiếu Nguyễn Đình nhanh nhá. Ừ. Đấy, con này. Đây là một chiếc RX. Đấy. Quay qua đây một chiếc RX. Đấy. RX đấy. Nước bùng mầm rất nhanh. 19, con này chạy hơn vạn anh em ạ. Màu đen. Đấy, đánh đúc nha anh em nhá. Đấy. Được đấy. Mua 15 triệu cộng 1 triệu 7 anh nhá. Đấy, quay cho anh vòng. Anh Thiếu Nguyễn Dinh nhá, Thiếu Nguyễn Đình, Nguyễn Đình Thiệu. Giờ SX tem to nha anh em nhá. Là bác này có cái tên là Nguyễn Đình Thiệu ấy. Cảm có cái gì đấy nó rất là Việt Nam Cộng Hòa. Ok, con này biển số 29Y7477 Tứ Cửu. 477 Tứ Cửu anh em ạ. Đấy, chạy hơn vạn thôi, giờ SX 110 đấy, 2019 nha anh em nhá, vành đúc. Đấy anh em nào quan tâm xe này, thực ra xe cũng vừa vừa phải phải. 477 anh ạ, 477 Tứ Cửu 29Y7. Đây quay gần con cái mặt xong. Con này mua 14 triệu nhá. 29 đấy.
mua 14 triệu bà còn 29 này thì đúng là quá rẻ cho một cuộc tình. Ông Bành Đúc FI giờ này mới vẫn đọc ra và hét vẫn cứ cả đăng ký giấy tờ nó là 29. 7 con đấy đẹp đấy. 29 bây giờ mua có nửa tiền thôi. Ra anh em nào đi làm đi ăn đi gọi là các bài rồi đi chở hàng. 7 nha anh nhá. Con đấy, có 14 triệu con này nhá. Cậu cho các sếp con này dọn đẹp lên mâm rồi. Dọn đẹp rồi. Còn tóm lại cậu 1,5 triệu. Ông anh Grab làm con này. 1,5 triệu. Ê. 2019. Ê. Mang cơm, mang cơm. Vâng, thỉnh thoảng con xem em kia nó đấy. À, không không kệ. Đây em Grab mày đổi con tới thế này này. Này. Đổi mẹ con này ra tôi bán cho con này. Này. Đổi không? Đổi không? Đổi không? Đổi đi mẹ xe. Bạn đổi cho đời bớt khổ. Đấy. Không không, xe đẹp. Em xe đẹp. Đổi đi cho đời nó bớt khổ. Khổ quá rồi. Em ơi em đẩy xe đây. Đấy anh em có một chuyến xe đi ngược chiều phát là lại tắc hết cả đường. Ờ xong rồi chứ anh em. Này là của ấy đúng không? Của em chồng đúng không? Chào 725 anh em đang xem nhá. Anh có bây gì? Có bây gì nhưng hơi xấu bây gì nó không bây gì đẹp anh Minh Vũ ạ. Tiến Đào anh hỏi con nào đấy ạ? Con cam thì là mua 15 triệu cộng 1,7 triệu nha anh em nhá. Còn anh Yến Vũ ơi, Vision này mới có nha anh cứ có thể về in book trên bếp này xe nhà rất nhiều. Hiện tại đã có khoảng hơn 500 chiếc xe để phục vụ cho anh em, rất nhiều các hãng xe nhé, không phải một loại đâu. Đây anh là một chiếc giờ ích này, lại tiếp tục là giờ ích này, đang vào cái cầu giờ ích. Đấy. Dâu thu, ra có một vài trăm nghìn anh em nên cố lên. Lấy con vui. À lấy vui à? Em giá lai đấy. Lại không dìm nữa này, ôi ok xong ngay. À lại mua thêm. À lấy thêm. Sau một hồi suy nghĩ thì là hơi lòng thôi, sau đấy không lại. Anh bóng tùa quá, anh bảo 11 triệu anh mua. Con gì anh? Em ơi, ông có thể quay con xe này cho con. Ủa, xe này của ai đấy? Trọng anh ạ. À, xe trọng à? Ôi mẹ, mua lâu lắm mấy cái đồ này. Em báo giá sắt nhanh anh, cháu ơi. Cháu chào em này, đọc nhanh anh. 19 triệu 700 anh ơi. 20 triệu đời nào? 29 anh. Đấy, anh vừa bán, anh vừa mua con có 14 triệu rồi. Anh dắt lại cái xe của anh để anh đậu cho xe của em cái anh. Ông vừa mua có 14 triệu, anh cộng được con 1,5 triệu, ông mua con này 19 triệu. Anh nhìn xe của em tem xe ly vẫn ở đây. Ôi, ôi. Hai con cùng sinh năm 2019 thì chết. Nhìn cái bàn phanh này. Thế đến đều anh lại bán lại, anh lại thế này thì chết. Thế đến đều em lại mua lại của anh, em quay vòng lại, hoài hay. Đấy. Đây, vào đây. Cảm ơn 838 anh em đang xem nhá. Xe có 7.000 cây. 17 triệu gửi vào Đồng Nai cho em nhé. Tuyến Đào. Thế Tuyến Đào ơi cứ báo giá chuẩn đấy anh em giao lời giao lộc cho mày. Con Huawei 100 anh ạ. 15 triệu cộng 1,7 triệu. 16,7 triệu. Anh chịu tiền phí ship nhanh nhá. Ship không đáng bao nhiêu đâu mà. Đáng bao nhiêu phí ship. Đây vẫn đang chụp ảnh nhé các sếp. Ảnh anh em, một anh em đang đến mua anh một chiếc xe. Nếu mà con cam anh thì chốt luôn cho em nhé. Không phải các bạn anh chốt mất đi ạ. Cũng được, không vấn đề đâu, được bớt 200 xong ngay, lọc lá cho ngay, cẩn trọng thì cho vui. Ơi Tuấn vào bên đấy. Đấy hai bạn ấy mua một đôi luôn nhá, mua một đôi luôn. Con xe tem nó đang dắt gọn lên bên kia rồi. Đấy, đầu lai mua con tem ấy bây giờ đúng không anh em. Thôi kệ, hai anh em vào mua hai con về chơi. Đấy. Thì tại đông rồi nhỉ, có em Trọng phát là nghe vẻ nó lên phát lên đến 900 người xem rồi. Ôi Trọng ơi, anh thật cho em này. Bùi Quốc Khánh Kiên bữa nay mượn được tiền ngân hàng rồi sao? Đấy, đấy. Đọc cẳng lắm. Đấy, ông bán vừa, anh vừa mua con ấy 14 triệu, giờ đọc con này 19 triệu là thua rồi. Nhưng mà xe của anh nó khác anh. Con này 7.000 cây nhưng mà không. Anh ơi, con này mới của nó tận 26 triệu, đăng ký vào thành 3 triệu. Ê, chết. Năm sản xuất rất lâu, không sợ anh không mua được. Nhưng mà nó cực kỳ là mới luôn. Mình đang mua con xe kia rẻ, sang mua đất này, mình thấy nó kiểu ra nó bị sốc, như kiểu nó bị sốc tâm lý. Càng lên sốc tâm lý. Xếp xếp đang quá khoảng cách lắm. Xếp của em nó không một lỗi nhỏ. Anh em mới nói nhỏ thôi nhưng mà xếp bên cạnh không nghe đấy nhờ. Đây xếp đây, anh em cháu đang mua. Đang bán 19 nhưng mà 8 nhưng mà đang giả em 16 triệu. Đấy ok, thiếu nhất trí 16 triệu anh mua. Kể cả sống chết anh mua, lỗ anh mua. Thế thì không? Thế thì em chết. Sếp. Có con này cháu vừa mua 14 triệu như đời này. Đấy. Lãnh đạo trong sếp.
nó còn 1,5 triệu thôi. Có con lúc này. Sếp có xem live không? Sếp chào, hiện tại đang 1.000k đang xem trên kia. Lỡ đầu. Nghe này. Bớp sếp bơ và sếp này là nghe mẹ căng phết đấy. Không quan tâm với ngoại giao ai. Cứ xỏ tay túi quần này lừ lừ mẹ. Ông nào mà dưới quyền lãnh đạo đấy thì khổ lắm. Mẹ thì êm đi thít, không dám đùa luôn. Đấy. Hào cá đô hôm qua mua thì ngon ạ. Hôm qua đề về 75 à? Anh em chơi số cứ chơi lại đi, để hôm nay chưa quay. Không, khả năng anh không mua được con này đâu Trọng ơi. Ok, thế ờ, bởi vì là em xác định nhớ anh chỉ mua tầm 16 hoặc 17 triệu. Thế không được anh ạ. Vâng. Xe kia của anh nó chạy nhiều, biển nó tươi thì là xe của em. Ờ không, thế nhiều lúc nhiều người ra điều kiện kinh tế. Vâng. Xe của em tốt nhưng mà nên chắc là không bán được rồi. 1.001 người xem. Cảm ơn 1.001 anh em đang xem nhá. Tầm 17 triệu ra không? Không được anh ạ. 17,5 ra không? Không ạ. 18 triệu ra không? Cái xe này bọn em không nói thanh tiền triệu. Ờ không ra gì, ý là thế không ra gì. Vâng. Ờ thế thôi, triệu. Anh Tiến Đào ơi, em gửi các tỉnh nhanh nhá. Em gửi các tỉnh nhá. Ok, cảm ơn ông em Trọng một lần nữa. Ông em đã đến với Hoàng Kiên Live hiện tại đang lên lượt view lên đến 1.001 rồi. Em là hút khách rồi. Có lọc hay không, nó có lọc 1.002 luôn. Ờ. Đây. Thế có con Blade để em chạy sang nhá. Chú Kiên báo giá hơi chát. Nói chung là chát, nó bán nó mua đâu đấy, nhiều lúc nó khó. Sang rồi. Ừ, con đẹp. Đây giới thiệu anh em, đây là một chiếc SH. Đây. Đúng, giới thiệu anh em một tí. Vâng, cảm ơn 1.200 anh em đang xem nhá. Đây một sếp đang đến bán một chiếc xe ông anh đang đến... không lại chim. Đừng lại chim, mẹ lại đau lắm ấy. Anh đừng có lại. Anh lại nó mệt anh ạ. Mình bây giờ em thật anh, nếu mà lại lủng nha là nó đau. Đây. Thay đang bảo mang vác cái gì thì mang vác thì đừng mà lên lại nhiều anh lúc nó mệt. Đào nhá, bên em gửi tất cả các tỉnh nhá. Anh có lấy thì anh cứ chốt cọc tiếp xong là để bên em liên hệ với xe rồi bên em gửi cho anh. Anh Đôm cầu Mạnh Quảng Bình về rồi. À, vâng đúng rồi, em về rồi ạ. Đây một chiếc SH ra đời 2021 anh em nhé. Qua gọi là lệ thủy là mẹ suốt cũng đến gặp bà con rồi là những cô gái Huế rồi là gặp những người gọi là anh em những bà con miền Trung là quá tình cảm luôn, quý lắm. Được cái anh em Hà Nội đi đâu anh em quý. Mình đi biển Hà Nội cái là các bác cũng sướng, quý lắm. Cơm rượu lúc nào cũng say sưa, sướng. Ông có thể quay gần chiếc xe này cho con. Đúng rồi. Một chiếc SH 1250. 150 màu chưa trắng chưa? Đời 2021 anh em ạ. Chạy hơn 4.000 km nha anh em nhé. Con này biển số 29i1 Nguyễn Thu Đắc giá trên trời. Giá đấy còn chưa có người mua đấy. Anh em nó không bán cho nó thật ra nó bao giờ nó chất lượng nó giá cả đi đôi với chất lượng anh em ạ. Thật sự ra nó chỉ có người mua nhầm nhưng người bán không bao giờ nhầm nhá. Đấy. Đấy cũng như một căn nhà những mảnh đất đẹp ấy. Đẹp đấy bao giờ đồng nghĩa với đất mà mảnh đất nó mà giá rẻ thì nó lại ngon okay, thì đồng nghĩa với nó lại lỗi. Anh Hán Nguyên. Nó không lỗi về phong thủy thế nên lỗi về gọi là tâm linh. Nhiều lúc mẹ đời không như là mơ. Không lỗi về tâm linh thì chuyển lại lỗi về nếu mà nó rẻ ấy, lại lỗi về pháp luật tranh chấp. Đấy nhiều lúc mà đấy nhiều lúc mà không có sổ đỏ giấy tờ viết tay chẳng hạn thế. Đấy sổ chung. Nhiều lúc khó. Thế nên chỉ có ông mua người ta chủ tài sản người ta nắm rất rõ về cái tài sản của họ nên xác định nó rẻ không có đâu. Ông toán bẫy chuột hết mà nó là vừa phải, tất nhiên anh em mình mua nó hợp lý đừng có bị lừa được, quan trọng trong cuộc sống nó đừng dính chửa mắc lừa được anh em ạ. Đấy căn nhà này mà vẫn cùng cái dãy phố này mà sao nó rẻ thế thì chắc chắn là nó có không lỗi phong thủy nên lỗi về tâm linh có vấn đề. buồn này có ông treo cổ đấy thì okay. Này mua bán lại vỡ bộ. Bây giờ này về mẹ kinh doanh thì không có khách đấy, nhiều lúc nó cũng rất là khó trong cuộc sống đấy. Ok, cũng chia sẻ mạo muội một chút cho anh ạ. Nó xe máy đấy thôi, ngoài luồng ngoài ra nó chuẩn thì nó rẻ thì nó toàn là trộm cắp lừa đảo. Ok, một chiếc SH là biển số 29i1353008 anh em đấy, 2021 và 150 xe rất là đẹp nha anh em nhé. Đây lương lược chìa khóa các thứ đầy đủ hết phụ kiện anh em ạ. Đây đầy đủ hết đấy, đời 2021 anh em chạy hơn 4.000 km thôi. Con này mua 74 triệu anh em nhá, cộng cho các sếp con này 2,5 triệu một chiếc SH này. Con này 125 hả anh? Mua 74 triệu. Ừ 125 anh em nhá. Ừ. Xem 125 đấy không chưa anh em chụp ảnh nha.
74 okay. triệu là lại làm con nữa nhỉ, em rồi. Ơ thế chụp cho cái nhà mấy nhỉ, với ba nhà mình cả làm cái rồi. Rồi xin lỗi, hiện tại đang có 1.300 anh em vẫn đang xem trên live. 1.300 anh em nhé, tại vì rồi, máy bên kia không có nhìn thấy người xem. Rồi ok thì nhá, thì may mắn nhá. Anh ơi áo nhá, cảm ơn anh em nhá. Vâng. Rồi rồi. Sáng giờ mỗi anh làm cái rồi, chờ chiều thì làm thêm cái nước. Đây là một xếp này là đến bán một chiếc 82 90, một thời gian khó đấy xếp. Xếp còn anh ơi, chắc là anh nhân viên bên em nó cho cọc rồi, em bảo anh gọi điện ngay mà, tại vì bên em rất là nhanh ạ. Còn thế này thôi. Em không được đường này. Ông anh ơi, giải quyết con này không. Em ơi em xếp xe thôi. Con này xe 82 của anh ấy, một thời gian khó ấy. Không quay anh ấy, nói chung đừng quay. Quay anh làm gì? Con đó nhân viên bảo họ bảo bán rồi sao kiên. Con đó nhân viên báo họ mua rồi ai kiên. Tuyển đao hỏi xe gì đấy? Ông anh con 82 này, ông có thể quay vòng cái xe của anh cho con đây nào. Cốp nổi, đời tem dọc dưa. Ác phết nhỉ, ông anh đầu máy 20 HAO ấy à, 8290. Con này 96, 97 đây. 99. À, con này vành may to rồi, bô thành rằng rồi. Rồi 599. Đấy. Rồi. Cảm ơn 1.300 anh em đang xem nhá. À, Mạnh Hà, anh Kiên là người thật tuyệt vời và với nhà quý vị. Ok, cảm ơn Mạnh Hà nhá. Wacom anh tuyển đào, có khả năng anh em mua mất rồi thật đấy. Tu Nguyễn Đắc, trên đời tìm người thật không lừa khó lắm bác Kiên, đúng rồi. Nói chung là khó lắm mẹ, nó là một thầy tìm đai cá tìm vàng, nó không đơn giản đâu. Nam Hoàng, ông chủ MC đám cưới được. Ok. Không, anh ơi, ông anh giải quyết hai anh em mình ngồi thì thầm mùa xuân đi. Ông anh chắc cũng xem live em rồi đúng không? Đấy, cái đầu 4 đi không, nhặt được thì nhặt. Đầu 4 đi không, đến đầu 4 đi chơi vơi. Đầu 4 đi chơi vơi đấy chứ không. Ông anh giá cả nắm rõ thế, ông anh đứng đây nói chuyện em tí nào. Nhiều bác cứ ngồi làm sao khổ. Nhiều lúc còn lâu con trai nó phải ăn to nói lớn, đứng ngồi ngay ngắn cổ đợt không. Không live stream, thống nhất không live stream. Live đùng không live lủng gì cả. Live stream bảo em nói cho không ra gì. Mình live làm cái gì? Giá cả. Bác được mỗi cái bấm giá tốt thì không được cái gì. Cái chìa khóa kia. Vâng. Ông anh được mỗi cái bấm giá tốt thì không được cái gì cả. Ông anh giá cả nắm rõ thế. Đây, đây là một ông anh chủ xe, anh mua thẻ lâu chưa? Mua được hơn năm rồi. À, thế thì nó không nhiều kỷ niệm lắm, đúng không? Nó không kỷ niệm đâu. Con này ông anh mua hai mấy rồi? Mua chắc mười mấy. Nói chung là có lãi rồi, hai mấy thì mua có lãi rồi. Nhưng mà lãi mấy trăm thì bảo em để em cộng một tí cho phải là ra lọc có lá, buôn bán. Ông anh vẫn bắn thuốc lá. Mình bây giờ mình không hút thuốc lá để mấy ông anh bắn thuốc lá bao giờ mình thua. Bởi vì những ông không hút thuốc nó cứ đơ đơ, nhiều lúc nó cứ gì êm. Nhưng mấy anh hút thuốc anh bấm chuẩn lắm, ông nghiên cứu, ông chuẩn bị ù kinh. Các sếp phải bị ù nó khổ. Bây giờ cho một con quân bên cạnh đưa sang phát là ông xong ông, một phát là ông vét. Ông vét. Ông anh đang trầu bao nhiêu tiền đây? Đấy, bớt tí thôi. Không là bao nhiêu? Hai mấy nào, ông anh? À, bao nhiêu thì ông anh bán nào? 39. 39? 39 triệu anh em, một chiếc xe 82 một thời gian khó đấy. Một anh chủ xe chính chủ anh như thế đấy. Không chính chủ đâu, thế là không chính chủ. À không, ý anh nói là anh một người tiêu dùng mà thật sự ra giá cả. Chắc xem buổi tối hay xem em Kiên mà không comment lần nào đúng không? Chắc chắn rồi, nhìn ông anh này nhất quát xem like của em mới biết dễ biết giá này. Em ơi, em xem giúp anh ấy. Xem giúp anh cái xe anh Hùng ấy. Xem này. Từ cái xe nó cũng được, đầu bò cũng được. Đầu máy 85 xe cũng được. Ông có thể quay con xe này cho con lòng vòng thì một lần nữa đấy. Lườn nóc đấy. Quay bên kia. Nóc ơi, một tí rồi. Chắc là vụ này thì cũng chưa chắc nó trôi đâu, nhưng mà thôi kệ nó để cho anh em tham khảo. Và Thăng Long kẻ trọ thì đấy. Nhiều lúc nó vất vả lắm, mua bán ở các sếp này vất vả, không sướng đâu. Đấy,
xếp vóng lên nó nhỏ kinh lắm, vô thùng nữa nhá. Được máy vẫn khủng khiếp, được, nói chung con này máy được, xem đều ok, bao đá bao đá chở xíu nhá bạn nhá. Ông anh chỉ bị đầu tư 6 triệu cái bô, mấy là 1 triệu 6 cái hiếm nữa, 4 triệu cái hiếm, 4 triệu cơ. Ui à, đâu cái yếm 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 4 triệu, yên 3,5 triệu. Ủa thế thì cộng lên thế thành cao anh ạ. Tôi giới thiệu cho cái yếm 2 triệu, xịt luôn, xịt luôn đúng rồi. Anh ấy mua được yếm rẻ hơn anh em thợ nhá, có 2 triệu thôi các sếp ạ. Đây cái sếp thế nào em mua thằng kia cho 2 triệu xịt luôn. Ok, nhân viên. Con SH giá bao nhiêu? Anh Nguyên Tuân Nguyên Trí. Nó nhiều giá nhá, SH em nhiều lắm, rất nhiều, nó tầm khoảng 40-50 triệu, 60 triệu được. Còn con SH này là em bán ra 74 triệu này. SH đẹp. Đấy. Đất bán chơi rẻ bỏ đấy, anh khó lắm đúng rồi, tôi thú bác. Không kệ kệ, nhiều lúc anh em kiểu ơi. Chương trình nữa đấy. Thôi ông anh em bảo này. Thôi em bảo này, bây giờ này nhá. Ông anh nhá, cứ giải quyết ông em bây giờ ba mấy rồi ông anh chắc chắn là ông anh nhiều. Ba mấy là ông anh bán rồi, nhưng khả năng 30 có trôi không? 30. Thôi thống nhất em cứ giải anh 30 triệu. Còn xa lắm. Còn xa. 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 Căng nhỉ. Xa lắm. Em chết. 6 triệu cái bô thì con này mua với giá được. Ok. Hiện tại đang 1.400 anh em vẫn đang xem. Đời cổ mà đắt thế đúng rồi, khổ vãi, thêm thu. Đời cổ ra những người khổ ấy, không đơn giản đâu, khổ lắm, vất vả lắm. Đây, anh quay báo giá con Way em xem nào. Con Way chưa mua được nha. Anh con Way mấy Way vừa rồi này, quay hết rồi, con Way anh em phải xem lại thôi. Đây, 1.300 anh em đang xem. Ôi chịu à. Ý anh là 30 có trôi không? Bác phải khoáng tay lên. Mình xác định mình lên live với em Kiên. Xác định đơn giản đâu. Phải nhắm mắt quốc. Đài truyền hình Việt Nam về quay tôi. Đâu còn chả trong vai quay. Đúng rồi, bởi vì là không quay. Mẹ quay làm gì? Đài truyền hình. Đài truyền hình nó không vui bằng Hoàng Kiên. Đài truyền hình nó lên hành dở. Lên bọn em lên nó khoái. Nó là Thăng Long kẻ chợ. Khuôn đấy. Thì khuôn đấy. Con người có quyền tự do. Đúng rồi, khó mua tháng xuân ạ. Khó đấy. Nếu lúc đấy nó phải mấy nhịp nó mới trôi được nên đơn giản. Thôi em bảo nhá, ông anh đẹp ra nhá. Em gửi anh 31 triệu. Khó tính lắm, người khó chịu. Bác vẫn còn quý xe. Bao giờ bác cảm thấy bác phải chán mẹ xe thì nó muốn vứt cũ xe thì mới mua được, chứ còn bây giờ có. Thôi ông anh xem nào bây giờ ý nhỉ. Không mới được nhiều đâu. Thế dù dung có gì lấy số anh nhá. Ý anh chắc là 32 là trôi đúng không? Không bàn kém đâu. Ôi bác vẫn là không bàn kém đâu. Lòng quyết tâm còn cao hơn núi này, khó lắm. Đấy. Thế là chuẩn bây giờ bao nhiêu tiền? Chuẩn bây giờ bao nhiêu tiền? Anh Kiên ơi, có con 88-19 còn không vậy. Bao tiền anh bán là chuẩn bao tiền? Đây là tôi nói thật nhé, công nhé. Vâng. Cứ mua về riêng cái ghế này giá 9 triệu. Ui giời, thì đợi cái thớt. Cái ghế này tôi không nói sai. Ông quay bằng cái thớt này giá 9 triệu. Đấy, nó quý, hàng nó quý hiếu. Dân trời. Cái bồ ai giả không anh? Cái bồ nó khủng này, con nào giả chắc thôi bồ vứt luôn. Là như cái thớt. Nhưng có cái ngon này nhất thì chính vì nó mới thế thì nó mới con xe này nó mới hơn 30. Con này mà mất thớt thì nó con này nó chỉ có 21 triệu thôi anh ạ. Nói chung là cái xe mất nửa. Đúng rồi. Thớt 9 triệu. Đấy nó quý quá. Mô chắc là 10 triệu. Vâng kệ. Ok, cảm ơn ông anh, chắc là em mua cho anh 32 thôi. Đấy là em đến giai đoạn đấy, lúc đấy là em sẽ là dừng. Nhà đấu giá gọi là một những siêu phẩm của thiên nhiên của xã hội. Ok, bắt tay ông anh một lần nữa nha. Chúc anh luôn luôn mạnh khỏe nhé. Dung ơi,
À, em lấy số thoại. Em ơi, toàn lấy số thoại. Có gì có anh em nào có quan tâm của anh ấy thì giải quyết đấy. Anh lấy số đi. Anh Mười chắc là vẫn đang loanh quanh đây thì... Vẫn đang loanh quanh. Đang chơi à? Đây là một chiếc xe là Sirius hàng rẻ tiền anh em ạ. Cảm ơn 14.400 anh em đang xem nhá. Một chiếc Sirius anh em nhá. Kim Phúc Hoàn thằng này nổ ghê quá. 2012. Cái yên kia được mấy trăm ông kia đây, quăng bên MC đấy. 1.500 người đang xem. Đây anh em ơi, đang vẫn đang giấy số nhá. Đấy các sếp này vẫn đang làm mà. Kệ không sao. Đấy các sếp nhiều lúc công việc các sếp vẫn quý xe. Đôi khi tiền nó chỉ là vấn đề thôi, bao giờ cảm thấy là mình khi mà xe mà thấy tiền, thấy xe quan trọng hơn hơn tiền ấy thì là chưa mua được, nhưng bao giờ là tiền quan trọng hơn xe thì mình mua. Một câu đấy đang đàm phán đấy. 37 số 37 rồi, mình nghe là số 37 rồi. Đúng rồi anh em. Anh em đã xuống Nghệ An này, đấy ở Hà Tĩnh về Nghệ An này. Đúng rồi, toàn nơi giả ba em giả Hà Nội là ba biển 32 Hà Nội hợp lý. Tây 33 là Hà Tây. À toàn giả Hà Tây rồi. 33 rồi. Nghe giọng anh cũng trong Hà Tây sao được không? Ok, em nhất trí với Toàn là anh em mình về Hà Tây ở. Anh ở làng Cót dân phố khác. Đấy, 33 vào cái giấy đủ mấy triệu. Về Hà Tây đi. Chắc ý anh là về Hải Dương nhưng mà thôi hơi khó. Hải Dương. Đồng anh vẫn cứ vào số này thì làm sao thì bao giờ nó phải cảm thấy nó phải... 33 triệu vào cái đấy em chỉ chuyển. Nói bằng đồ gì? Vậy em ơi, anh tối, nếu anh đánh 33 cho em nhá, tối về đánh đồ. Huy Trần con này mất cái bô, cái yếm. Ý ông anh là về Hải Dương nhưng mà không mua được. Và cái yếm đấy. Rất là không phải là con này mất cái bô và cái yếm đúng không ạ? Con này mất, sân sân nó chất đấy. Chất. Nếu mà lại vết luôn. Bô kia Nguyễn Văn Huệ. Yên phải bỏ này. Nguyễn Văn Huệ, thớt 2 triệu. Xe bãi. Đẹp các bạn lần cái đấy. À. Anh xanh đấy, mấy anh em xanh nhé. Ok, Thắng Hoàng nhé. Nguyễn Văn Hòa chuẩn đấy. Hello Nguyễn Long RV ạ. Ôi câu chuyện này nó là anh em mình vui vẻ mấy khi lên đây giao lưu với anh em. Anh ngay có đây gì? Em vừa rồi mua mấy cái nhà ngõ 79. Đợt đấy ăn được 5 đợt đất sốt mình cũng làm được mớ khu ngõ 79. Cầu Giấy ra Yên Hòa đấy. Tôi đi quê ở Tây. Vâng, anh nhà ngoài này từ năm 90. Vâng. Anh mua nhà đấy. Quê gốc Hà Tây. Hoàng Tú thôi về Yên Bái thôi. Ờ không sao, để cho anh ấy thoải mái. Ok. Ok, vẫn không quên quay lại một chiếc Sirius này anh em nhá. Con này 2012 anh em ạ. Con này 2012 à. Biển này em nó đến từ Nghệ An. Đấy. Biển Nghệ An anh em ơi. Con này anh em mua có 8 triệu thôi này. Ông quay một vòng cho con một lại một lần nữa đi. 8.100.000. Chính thức là 8.100.000. Quay vòng con. Cộng cho cái dép con này 1.500.000 nhá. Thăng Hoàng ạ. Bánh đúc. Bánh đúc đấy, 012 anh em ạ. Xe đấy, 012. Xe dọn rồi. Anh em nhìn con xe 8 triệu nghe nó cũng ra gì phết đấy nhỉ. Đấy thật sự anh em cầm đồ rồi thợ vào cái gọi là anh em cập nhật giá cố gắng đấy. Anh em nhìn này, xe nó vuông vắn đẹp. Nói chung là cũng được. Đây anh, mình thấy là những anh em rất là theo dõi. Đây này anh em nhìn xem bây giờ. Đấy, máy được. Máy êm nhá. Đúng không? Con này thua cái anh em biển hơi xe đi thôi. Anh em nó dân ca ví dặm chút thôi chứ không sao cả. Nói chung là cũng không sao. Mình giờ nó chỉ xa về xe thôi, người thì không sao được. Đấy. Miễn sao giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ, vé má đầy đủ. Đội mũ bảo hiểm, mua bảo hiểm đầy đủ. Đấy, gương được đầy đủ, đi đường là công an không bắt đâu. Chung là cảnh nó là đi xe đi làm đi ăn đi gọi là công đi việc. Thành Hoàng ơi, có một con SH con đây. XI mà mới mua 25.200.000 đấy anh em, cộng 1.000.000 bà. Ơ lại con 30 năm à? Con 29 là khác anh. Chết rồi, thế cái con kia là các anh lái sang nhầm rồi, con Z. Anh bị nhầm á? Đây một chiếc SH. Con này biển số 29R5. Em nhập 215224. Cũng là 150 nha anh em nhé, SH nhập mà 150i. Ừ. Xem là đồ máy bao nhiêu. Máy 170. Quay vòng cho con. SH 209, tài cho anh em to cao đẹp dai đây.
Đấy, dành cho anh em to cao đẹp trai nhá. Dạ. Rồi. Bạn này hết mất pin rồi. Thế vỏ về đẹp ngon. Màu cà phê. Này vào là 68 triệu này anh em này, khật khừ. Con này nhìn đẹp hơn con trước nhỉ? Đẹp hơn con trước sau, mà. Sau nào con này mới trước, về con mà. Con trước anh em nào, con này mua cao nào mua nhỉ? Anh xem lại giá có đúng không? Đúng, lên đến 79 triệu con xe thì chết rồi. Em có xe sáng này, xe đầu lai xong nó cao. Đầu lai con sau đấy cao là 29. Con này so con này đẹp thế này. Con này căng mà, con này căng hơn. Mua mẹ 68 triệu sao đẹp này, con đấy rất khoan nhầm giá. Tí anh kiểm tra lại, tí đấy, xong nào lai mua kiểm tra gì, lại. Con đấy cao thế. Mẹ con này 68 nó đẹp này mà. Anh ơi, tí anh kiểm tra lại này, em nhá. Lúc nãy em cũng có buông vắn lại đẹp lên mấy con rồi đây mới mua đây anh Tuấn. Con này mua 68 triệu nhá, cậu với em 4 triệu. 1 chiếc SH 2009 150 máy zin. Nó đủ đẹp này, vỏ hiên nó đẹp đấy. Ôi trông quay phong lẫm liệt này. Nhìn con xe đấy mẹ nó khỏa sảng quái con người trông ấy. Mẹ, thật sự cái xe này như đồ chơi mà. Đứng ở đây nó đổ quay à, đấy anh em thấy không? Mình cả mình đứng này, mình đến mình đứng thì chụp kiểu ảnh đã thấy nó có một cái gì đấy nó độ sang xịn nó rất là đấy, rất là hào hoa phong nhã đúng không? Em nên thật sự dành cho anh em to cao đẹp trai. Các đại ca nào mà tầm khoảng 70 trên 70 cân mà dáng cao 1m8 1m9 đi con này trông nó mới đến thu họ rồi đến nhà ra đòi nợ đòi nần mới dễ. Chứ anh em loạn choạng đi con xe nó hiền lành quá không lấy được tiền đâu, đến nó không giả đâu mà. Đấy, loại này đi đến anh em đến thu tiền viết giấy viết nợ rất dễ mà thôi. Anh mở cốp ra anh đặt cọc đất này, này anh mở đây anh mày đặt bao nhiêu anh đặt cho mày 200. Mày viết giấy đi, anh em không cần phải làm gì nhiều. Con này đẹp đấy. Nhỉ? Anh em về công chứng cái thứ mày photo cái thứ anh về anh bắn tài khoản cho. Đấy. Mang sổ đỏ ra ngân hàng mày vay mày cắm chỗ nào để anh chuộc ra đăng ký. Anh chuộc sổ ra cho, ngân hàng nào anh ra anh chuộc cho, anh giải chấp cho. Anh ơi cái con này đi, Ablet này đi, con Ablet Thái này đi. Thế tái không nhỉ? Vâng. Ây à, bốn tháng. Phạm Thái nói bên này gọi thì phạm bán rồi. Anh Phạm Thái ơi, không ấy đâu, anh phải live trực tiếp là không ấy đâu. Vâng, anh Quyết à, anh Quyết chào các sếp như này đi. Xin chào các sếp. À, anh Quyết lâu quá không thấy em kiên con nào nhỉ? À, con biết đầu máy là mấy 21, màu trắng dán lên một xe, thích không? Được. Thích. Anh Quyết này cũng chuyên cái dòng xe thể hải quan này. Hải quan chính ngạch đấy. Mà anh lộn thùng về nhà máy Honda Vĩnh Phúc. Đấy, cho về Vĩnh Phúc. Cho về Vĩnh Phúc quay về nhà máy lại cho về lộn mới. Đấy. Đấy em những con xe chạy mà 500 cây hay 1.000 hay 3.000 nha là có thể là quay về nhà máy không sao cả. Chuyện nó đơn giản. Đây màu trắng dán lên một xe. Vâng anh Quyết đó. Đấy xong rồi. Vâng. Đây là một chiếc SH con Ablet. Đây ai bạn chiếc Ablet Thái. Đấy. Quay vòng nha. Cả 1.200 anh em vẫn đang xem nhá. Con này 05069 có trên không anh nhỉ? À vâng đúng rồi, anh tôi mới... Hoàng Tôn đồ cổ nhá. Anh ơi con này mới về Toàn ơi. Một con biển 4 số, một con biển 5 số, con này 5 số là thua biển rồi, anh Trần Tuấn. Bác kiểm tra chị cái. Chưa có bên trên báo giá đâu. Lết Thái nha anh em nhé, con này lết Thái. Anh Kiên ơi, con Ablet đỏ đằng sau giá sao vậy? À đây rồi, ok. Đằng sau. À tại lết Thái đằng sau này. À còn lết này. Lết này à? Lết này. Anh Mạnh Dương. Ok, biển T nhá. Con này mới về đây anh ạ. Này thiệp mua. Đuôi 69. 05029T1 nha anh em nhé, 05069. Ablet Thái nha anh em nhé. Đúng anh. Con hợp lý, mình mua hợp lý nhá, con này mua rẻ thế nhỉ. Ôi giời ơi, Ablet Thái này mua con 25 triệu này. 25 triệu. FI nhá, 25 triệu, Ablet Thái. Con xe này cũng có thể là phong cách của dáng thôi nhá, chứ dáng của các anh em nào mà cũng không cần phải bật ra đám đông, có xe để đi, nói chung là nó đơn giản hóa vấn đề. Đấy. 25 triệu con này cộng cho anh em 2 triệu nhá, một chiếc Ablet Thái này. Sơn zin, máy zin nhá. 27 triệu anh em ạ. Ablet Thái anh em là thích. Ablet Thái em nó sản xuất 2010. Đấy. Đấy xe này trước mới đã lắm, 7 mấy triệu ạ. Con này màu đỏ 3D nhá. Đấy, xe FI chứ không phải xe ấy đâu. Đấy, Ablet Thái đấy.
bản bản 3D. Đấy. Em à. Em để xe kia. Bán á? Úi giời. Anh sắp nghỉ đấy. Chuẩn bị anh nghỉ đấy. Có nó nhiều quá. Em ơi thôi dừng nhá, không có nó nghỉ nghỉ đâu, không có nó. Làm nhiều quá nó mệt. Đấy. Con nét này thay đèn trước không phải nguyên. Không không, xe xịn nhá, xe xịn lên tái xịn đấy. Bản 3D anh em nhìn này, tem sơn nó sơn vẫn sơn zin đấy, trời đâu. Nó vẫn còn sơn nó hơi bạc bạc. Ai lên thái này. 3D mà anh em. Anh em đây thái này, của nó thái hết đấy. Không phải thay đèn đâu anh em ơi. Ai lên thái này anh em nhìn này. Lết thái số khung cho máy trùng nhau nhá. Anh em có để ý lết thái số khung cho máy, số khung cho máy, số máy trùng nhau. Nguyên bà Vũ có thể là rẻ đi làm không? Bên mình có nhá. Sơn zin máy zin máy êm nhá anh em nhá. Mua 25 triệu rồi cộng 2 triệu. Đấy. Đây máy này. Máy vẫn hưởng hực này, không một anh tiếng động nữa. Anh Nguyên đang bảo là chốt 26 triệu 500. Ôi, ôi lan tan làm gì. Giá rẻ rồi 500. Anh ạ. Giá bớt rồi bớt luôn. Bởi vì mình phải lựa làm sao để cho anh em tiếp cận để đặt cọc luôn. Như đây mua bán này cứ bày ra đây xong nói. Anh Thành LV con đấy mua 2. Thật ra một chiếc xe like mình like rồi mình không muốn bao giờ muốn like lại đâu. Bởi vì đã like lại là tự nhiên là mình phải giảm giá. Cố gắng mình đã giảm hết cơ rồi. Mà đã giảm là chỉ có lỗ. Mua 25 triệu 200 anh ạ, cộng với lại cộng là 1 triệu 7 nha anh em nhé. Triệu 7, triệu 7. Tuấn có con nào đây? Tính xem lại like giúp em. Ôi em ơi, này em khuân toàn đồ này bán cho anh. Cứng em mới bảo anh đấy. Thôi nó lậu dậu thôi. Cảm ơn 1.100 anh em đang xem nhá. Không ai phải lết thái. An Nguyễn. Cố lên tí anh An Nguyễn ơi. Ok An Nguyễn ơi chọc đi. Chốt ai phải lết thái cho anh An Nguyễn đi, chia sẻ bài cho cái đi. Xong là điện thoại ngay để làm Facebook nhá. À để trên số trên ấy An Nguyễn. Anh điện thoại ngay cho trên cái fanpage đang phát trực tiếp này, anh báo là anh cọc con này thì anh em mới giữ lại được, không có thì chịu. Lại bớt 500. Nhiều lúc thôi cũng không sao, anh em cho thoải mái. Bao tiền con này Tuấn ơi? Để cho anh 14 triệu 700. Anh nhìn củ máy với lan đồ ấy. Với lôi trong dân này đấy anh. Trên nhìn trông nó bẩn thỉu nhỉ. Xe cộ rửa lôi đáy lôi trong dân cho nó bụi mù ấy. Con xe lá. Nhưng lúc nó mới để phá phong cách một tí để cho nó mọc đình quỳnh anh sướng. Quỳnh. Phạm Thái ơi không tai nạn ngầm nước đâu. Tai nạn ngầm nước mua làm gì. Mua lên đây để làm bán bêu. Ở đây Hà Nội thiếu gì xe đâu mà tắc cái cả đường ấy, xe máy đầy thiếu cái gì đâu mà. Mua được tai nạn ngầm nước thì chết. Tai nạn ngầm nước thì mình cũng không đứng đây like làm gì mà. Đứng đây like anh em đấy nó mắng nhau thì không mà thôi. Thấy rồi, bởi vì mình bán rất nhiều xe cho anh em trên live này nhá, hầu như là những anh em hầu như cái tỷ lệ khen rất nhiều. Đấy, thật ra cũng không phải. Mình bán hàng thì mình cũng làm sao cũng phải mình phải giữ lấy nghề chứ, làm ăn thì không giữ lấy nghề thì làm mà chết. Ông để quay cho con đây này. Ủa mày ra. Ôi giải quyết Tuấn để cho anh 9 triệu. Nhá. Đó. Ôi xe này mua xe. Vẫn để cho anh 9 triệu. Xe này không lấy đâu đại ca. Mua cao. Đấy. Đây, muốn sao được anh? Anh phải về trong mất khoảng tầm triệu hơn triệu nữa. Đấy. Được cái máy sơn ngon đấy nhỉ? Ờ máy. Máy được. Cú máy nó đẹp cho nên từ ra máy anh. Máy từ đồ này. Thôi để 9 triệu gym này giờ không ai đi đâu. Mẹ nó đi gym 100 hay gym 110 giờ nó không ai đi cho không đấy. Em để cho anh 9 triệu. Chết nhá. Chết anh. Giải quyết cho nhanh. Có lại dọn lên đẹp anh. Người ta đang 1.100 anh em vẫn đang xem đây. Hay hay. Thế Tuấn để cho anh bao nhiêu? Đấy em để vào để anh 1 triệu 700 này. Tung quy lại để anh 1 triệu. Tung quy lại là kép. Ừ. Đấy, anh gặp em thì rất là nhanh. Thôi cứ đôi ra mỗi anh em một nửa đấy anh gửi em 10 triệu. Không, bớt tận chục 7 chết. Để cho anh 10 triệu. Không, bớt cho bớt anh 700 toàn bớt cho anh 700 là 1 triệu rồi, xem vuông 1 triệu. 10 triệu. Cứ tròn buộc nó nhanh. Muộn rồi em ơi, nhanh cả chưa? Anh biết em từ trước nay có như người khác đâu, rất nhanh anh. Nguyễn Văn Mạnh, không ai hoàn hảo. Anh Kiên 52 chùa Hà, 62 chùa Hà, 52, 62. Ok, cảm ơn Nguyễn Văn Mạnh nhá. Thành Long mua đai lần không Kiên. Anh Thành Long ơi, đai lần đẹp với mua nhá, vẫn mua. Cứ phải đẹp với mua, xấu đừng mua. Có biết vào mắt tại trường. Quất lịch SH bao nhiêu tiền vậy? SH đây có dòng xe trong này rất nhiều nhá, SH không lai kịp đâu, nhiều lắm. Có 70-80 cái nhá, anh khuất lịch dạ mời anh qua luôn, anh xem luôn.
anh Khuất Lịch nhá, Trần Hữu Thông. Nói rộn nên đẹp lắm anh. Ừ. Rất là vui. Nhất trí thôi, anh vẫn thống nhất em là 10 triệu. Đó là không có gì luôn anh. Nhưng 10 triệu thì thôi anh giảm thêm 200 nữa. Ở nhà nhà em mời muộn rồi, hơn 12 giờ rồi, cơm rượu luôn. Quyên lại này để kịch tranh 10 triệu 800 rồi đấy. 10 là năm biết rồi, 10 là năm là không chơi được. Ăn lẻ năm biết là lẻ năm không ăn được. 100 của anh ơi, nó đồ nó đẹp rồi. Không mua được. Đâu đồ giờ. Để cho anh 10 triệu 200 em lấy anh 300 làm cái gì? 10 triệu 200 chốt cho Tuấn 10 triệu. 10 triệu 800 anh. Còn em nữa. Nói được thì nói cho em đi. Bao nhiêu? 10 triệu 800. Thì là 10 triệu 600 không ai nhanh như thằng em đúng không? Không, 10 lẻ 5 mới biết rồi. Lấy rồi, con này với con Mia 2010. Đúng rồi, cho anh không nữa. Khổ quá, lấy lẻ 5 tôi làm cái gì thật. Thôi rồi anh lấy em 10 triệu 500. Chốt cho Tuấn 10 triệu 500 nhá. Ok. Tuấn chào các sếp anh em trên này đấy. Anh em nhá. À, rồi. Gặp em Tuấn thì nhanh quá. Mời cả nhà uống nước nhá. Một chiếc gym này máy zin ấy, máy được, con này hình thức thì thôi nó cũng sọt sạt tí rồi. Trông nó anh em nó bẩn thỉu tí thôi nhưng mà rửa ráy đi mông má lên tí cũng đẹp. Zin 110 nha anh em nhé, con này đợi bao nhiêu nha? 2010 mới. 16. 110 nha anh em nhá. Con này biển 29E. Ừ. Đấy xe mới mua về cũng chưa dọn rửa vừa đấy. Ừ. Vừa chốt xong. 10 triệu 500 hả anh? Cộng bao tiền anh? Rẻ quá ông này, bán rẻ, xe cũ rẻ thế. Cái máy ngon. Máy chất nhỉ? Hơi sát sát tí thôi. Con là máy chất. Zin 110 đời mới đây 2016 đấy anh em ạ. Con này công tơ chạy hơn 2 vạn. 10 triệu 500 rồi, quá rẻ cho một con mình rồi. Quá ngon rồi, xe anh em xe đi chở tiền nhá. Xe này xe chở tiền đấy. Không phải xe đi tiêu tiền đâu, xe này đi làm, đi ăn, đi ship hàng rồi là đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền. Nuôi vợ nuôi con. Xe này gọi là xe đi kiếm tiền. Kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Đấy. Ôi, anh em có nhu cầu mua thì cho Hoàng Kiên cộng lên cho anh em con này 1 triệu rưỡi nhá. Nói chung rất là hợp lý, nói chung là rất hợp lý cho một cục kịch. Cân đối con này được. Thật sự ra nói vui cho con xe này 12 triệu mình vẫn mua. Nhưng mà thôi vì là giá cũng rất là biết ơn những video của này. Vì nó là biển Hà Nội mà. Sơn zin máy zin. Đấy rất là biết ơn những video này mình vẫn cứ anh em. Rất biết ơn anh em trên này là cũng để chia sẻ một chút. Ông có thể quay biển số Hà Nội đấy. Anh Mười ơi, tình hình đã xong chưa? 2248. Đấy, đây, 2016. Lỗ thì nó quen đi, nhiều lúc buôn đi. Còn này anh lỗ rồi, chắc chắn anh mua nhầm rồi. Tại đi về gất, có khách thì bán hộ. Hết có khách thì bán hộ thôi. Kiếm công tượng xây mà còn bị phủ lỗ này. Lỗ, buôn bán lỗ, lỗ đây là bảo lỗ mới là đẳng cấp. Có khách thì bán hộ anh ạ. Em hôm qua nói em gửi sáng đầu lai em gửi anh 21 hay 21 triệu, 22 triệu. 22 triệu. Về gất nhà đỡ khách. Thế em đẹp. Anh bán bao tiền con này? Không bán thì bán lẻ vậy làm nào? Không bán 21 thì bán 20 à? Thôi anh bảo là để cho đỡ về em giải anh 23 triệu. Em mẹ tính em với loại cá nó bã măn nó khổ. Anh nói này, nó tốn 600 đấy, anh nói danh dự luôn. Là bao nhiêu? Anh 236 rồi đấy. Không mua được. Anh nói thật, anh em nói thế nhanh. Anh đã lên đây là anh nói rồi, lên đây là anh muốn bán chứ không thích về đâu. À, về đèo lắm. Con này giờ nó hiếm đấy, anh không phải dám nói. Còn cái xe này nó mười mấy triệu đầy, anh lạ gì. Anh có phải thằng không hiểu biết đâu. Ừ. Dọn tuét cả anh tay. Anh Trâm Dũng Trần, Hoàng Kiên mua bán chuẩn. Vâng, mua bán bây giờ mà, mua bán. Dọn tuét cả tay mà giờ từ sáng giờ đi, từ sáng giờ không phải trên live đâu, sáng giờ vẫn mua đấy. Mua bao xe, vẫn cứ đứng này, khổ. Thì ta đang lên live thôi. Hoàng Dung, bớt hết tiệm. Rồi là Dung là con lọ kia, để cho chú 35 rưỡi, lỗ 100 đi về. Lên đây rồi là không muốn về nữa. Còn đã thôi về không được không anh. Anh bán cho em 23 triệu. Lộ 600 em cộng tí thôi. Anh ơi em cộng ngày 23 rưỡi cộng 1 triệu rưỡi lên 25 con này. Nó nghe nó không được. Này em ơi cái xe này nó không vào tay được anh ơi. Cái con nó này nó cũng là dạng cứng xe. Anh không nói đặc sắc nhưng nó là cứng rồi. Anh chọn xe anh mua chứ gì đâu mà. Sơn Đình Lê vàng có đây anh ơi. Sơn Đình Lê ơi. Tôi cố mua. Mua cố với anh đi mà anh đi coi lại thêm 2 lít đó. Đừng ngại lít cứ mẹ ngỏ cưa kéo xẻ. Anh đây là anh nói thật làm luôn để mai anh đi còn cọp lên cho. Cọp cạp gì giờ con này chứ trôi. Là máy vẫn nổ ấy. Không nhìn nó thật là xe của anh nói thật là chỉ có giá thôi. Em chạy luôn đi cũng được. Em xuống xe buồn. Đầu lại rồi anh nhanh một chút. Chạy đi em chạy một vòng ấy. Em yêu em kiên thế này. Mẹ chạy chấm hết luôn. Xe cấp ấy. Thật sự đắt quá giờ mua 13, 14 đâu bằng con nuôi A chứ bao nhiêu. 13, 14 triệu giờ lên mua đến 23 triệu rồi. Chết rồi. 10 triệu để mẹ gửi ngân hàng tháng có được mấy chục nghìn tiền
ít cũng nhiều được là một, được mấy trăm tiền ấy. Chán bao nhiêu công dọn. Cũng được 100.000. Đam mê nó ngồi dọn 4 ngày rời tháo ra anh dọn. Con này máy nó thút thít phết nhỉ. Anh dọn xe anh tháo cả xe ra anh dọn, không bao giờ anh dọn ngoài đâu. Xong bắt đầu anh mới lắp ráp. Máy móc nó thút thít thế. Đã không nhận thế ạ. Đã bảo xe này đã bảo máy không phải bàn nhỉ. Đầu bò nó trắng phân. Anh Đồng Nguyên, cảm ơn Đồng Nguyên nhá. Hoàng Kiên là uy tín rồi. Cảm ơn Đồng Nguyên. Giám đốc phơi đồ Trần vất vả nhỉ, kiếm quả mũ cối. Nói chung là mình kinh doanh cũng mũ cối trông gấu anh em, khách hàng không dám đến mua chết. Thôi lùi đi, em gửi thêm 200 nữa cho nó vào việc. Em bớt này các anh em trên này thôi, giờ thật em quan trọng gì đâu. Em mua xe này em về em đi, em thật anh mấy trăm anh mua, triệu bán là bán chứ có bao giờ anh thích lằng nhằng đâu mà. Thôi em không, em thêm 23.300.000 được chưa? Đấy là bớt cho anh em trên này, nếu anh vừa biếng thì mua, anh ai mà có mắng thì không cảm. Dòng xe đẹp thì phải chấp nhận thôi. Vì là em biết anh để anh ở gần, có nghĩa anh nán lại là có nghĩa là ý anh rất là thiện chí. Không, anh thiện chí mà okay. Anh muốn bán chứ okay. Không bao giờ anh có lằng nhằng. Anh ơi chào anh em trên này. Chào anh em bên like nhá. Mai anh đi con thuốc độc lên. Đây cho anh mic. Đẹp thái đẹp lắm luôn. Ok. Mô của anh Mười con này là 23.300.000 rồi. Đấy, anh em nào thật sự ra lắm tiền nhiều của đi. Hoàng Kiên cộng cho anh em con này 1.7 triệu nhá. Anh em còn nhiều tiền phải cộng 2 triệu nhưng mà thôi. Cộng 1.7 triệu. Đấy, hàng đẹp nhá, nói chung là hàng cũng hiếm. Máy ngon lắm. Con này máy nó khốc liệt luôn. Tất nhiên là xe cũng có qua tay Mười dọn qua rồi nhưng mà thật sự nó là bản xe nó gốc là xe chất. Đấy. Mày ơi giải quyết này đi. Hưng ơi khả năng anh dừng nha, không ngoài nữa anh không like đâu, không lâu lâu. Em ơi em phải tập trung vào đây đi. Anh ơi cái này của anh em mua. Của ai mua thì em phải mua thì em cũng phải tập trung vào cái việc này. Con này đuối lắm, nhìn nó. Thiếu nhỉ. Xe lẩu nhẩu lắm em ơi. Giá đích 100. Xe mông lại hết rồi. Mấy triệu con này em? Mấy triệu em. Được rồi. Không, xe mông lại, con này không lấy đâu. Xe mông lại dọn là hết rồi. Khán con này nữa em ơi, chắc con mấy con này thôi rồi. Em ơi, chắc là về giúp anh, con này, bọn này anh không lấy. Xe con này dọn lại hết rồi, mông hết lại. Anh ơi, con đấy 5 triệu anh ạ. Này, máy được tí nhưng mà xe lẹo dẻo lắm. Được mỗi cái máy này được hơi như mất tiếng. Còn kia dọn lại quá rồi thiết. Mùa vẻ rác hết cả nhà. Tất nhiên là vài tay anh vẫn bán được thôi chứ rác nhà nó không mua. Xe đẹp đẹp tí bán mang tiếng. Chất chất tí nữa thấy chưa. Được mỗi cái máy cũng được cái sự gì. Ôi, này không người dọn nhỉ, nhà nhiều việc luôn, không người dọn. Nhiều việc lắm, đang đông, khách đông, đông anh em đang đây. Đây, còn một chiếc xe 81 này, S21 này. Đây lại một chiếc S21 này anh em nhá, có S21 màu xanh tím. Con này đời 2014 anh em ạ, 2015 màu xanh tím. Cứ phải chất em ạ, cứ phải là trông hết. Biển trên này toàn mõm ngoại anh em, nó toàn mõm ngoại, nó ăn toàn miếng ngon, nó ăn miếng xương đâu. Xe đã dọn nó lành cành đào rồi anh em ạ. Tuấn có nghe gì đâu. Hết pin được, con này của em hết pin được. Em trước con AB màu đỏ đó anh Kiên, Nguyễn Mạnh Đường. Ok, Nguyễn Mạnh Đường ơi, Nguyễn Mạnh Dương ơi. Nguyễn Mạnh Dương đi liên hệ leo luôn vào video đang phát trực tiếp này, bảo anh cọc con này. Thế là xong. Đấy, thế là của anh luôn. Đấy. Anh chỉ điện là anh đang cọc con này thì bằng ngoại giá các bạn sẽ tư vấn cho anh cách cọc như nào. Hàng xe vừa đuối đuối không có mua. Nha anh em nhé, đấy 2014 ạ. Xe rất nhiều nhưng quan trọng là mình mua xe gì. Như kiểu gái rất nhiều, quan trọng mình chọn ai là vợ mới là quan trọng, đúng không? Việt Nam mình không thiếu gái, Hà Nội không thiếu gái. Rất là gái rất nhiều. Xe cũng gọn nó lành hết rồi. 29B1 anh ơi. 47746. Đấy 2014 nha anh em nhé, xe S21. Chìa khóa cả đôi. Đấy là cái đồ đàn rất là ok.
xe em đã dọn ngon lành thành đạt. Con này mua là cũng căng căng tay nhá, mua 42 triệu rồi, cho anh đợi nào. 2014 anh ạ. Đây 2014, 142, 142. Nó đẹp, căng, đẹp, đều này anh em. Ông này, quay cho cháu tay cái đồ thế, giờ đợt này căng tay thế nhỉ. Đồ sơn đẹp lắm nhé, như này sơn đẹp. Đồ cũng đẹp luôn. Sơn xuống. Con này bán 42 đây. Triệu nha anh em nhá. Căng thế, mua căng tay. Xe gym của anh 12, 3 triệu 300 ạ. Ừ. Con Iblis không phải gym đâu. 23 triệu 2, 3. Đấy, bán 42 triệu anh? Thôi, ở bán 42. Tức là anh Kiên bán hỏa vốn đấy. Cho anh bán hỏa vốn đấy. Đây, cho anh em xem này. S1 này mua căng lắm đây, đơn giản này. Con đây, đây đuôi, con đuôi 46 à? 46 anh ơi. 47-46 này. 44 triệu 680 nghìn này. 80 nghìn là tiền Grab đấy nhá. Mà con này mình lên xanh đâu này, đăng ký lại 2022 này, con này mình lên này. Mình lên có 3 triệu rưỡi này anh em biết này. Bán 42 triệu, anh em biết là lãi được có mấy trăm nghìn. Thôi đây mình mua thôi, bán thôi, nói chung mình bán tiếp cận giá thị trường nhá, mình không bán ấy đâu. Xe nào đấy? Đây nhà mình đấy. Ở đây một con Dream biển 18 này anh em ai thích lấy. Một chiếc Dream biển 18 nha anh em, Dream Việt. Chiếc Dream Việt biển 18B36396. Trường Tuấn Xuân. Chuẩn bị cơm rượu thôi. Ok, cảm ơn Trường Tuấn Xuân anh nhắc nhở nhá. Anh đọc nha, máy em hết sạch pin này, em không có. Ok. Pin đâu. Đâu quay cho cháu cái đầu bò. Không còn đầu bò, đừng có xoay nữa. Này chắc vừa vừa tiền anh em ạ. Dream vừa vừa cũng không vừa vừa tiền. Vâng. 6396. Dream Việt Nam nha anh em nhá. Xem rồi. Rồi, dành cho anh em đi ăn đi làm thôi. Cung vừa tiền. Mua 18 1 anh ạ. Mua 18 triệu 100 rồi. Mua về không? Đây này, cho cái chiếc xe này, xe được rồi, 18 triệu 100 rồi. Đây. B3 21 triệu 100 trừ đi 3 triệu. Đấy, lên 3 này. Chủ xe là Trần Ngọc Long này. Kim Giá, à, xóm giáo Yên Trị, Yên Nam Định. Xóm giáo có nghĩa là mấy bác này anh em là Ngọc Long là đi theo công giáo đấy. Đấy. Xóm nghe, giáo đấy. Nghe tiếng. Người em xóm đạo ấy. Hưng ơi đấy, đứng chờ để anh like, anh giới thiệu cho anh em một con xe Dream. Hưng đang chờ một con xe Dream đấy nhá. Đấy. Đấy. Con xe này mua 18 rồi. Cộng cho các sếp con này 2 triệu. Đấy. 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 Mua 18 cho anh em nhá. Để cho anh em con này là người em xóm đạo này là 20 triệu. Đấy, dành cho anh em, người em sống đạo. Gốc của em nhỉ? Là gốc của em là người em sống đạo. Đấy. Ở chuyện dàn thiên lý đấy. lộ chán á. Anh ơi, anh mua nhầm con đấy đấy, anh mua nó lốp nó không phải, anh mua nhầm. Gọi là tôi của Mạnh Đình ấy, tôi đứng bên này sông, bên kia vùng lửa khói. Làng tôi đây bao năm dài chinh chiến. Hưng này này, ông bắt chen mua con. Vừa rồi đọc con 145 triệu, anh kia nói thôi, anh này tiền ít, không thể là. Con đấy để chơi. Đỡ em gánh cũng nặng lắm. Mày... chào Hưng, Hưng có một con Dream 145 triệu nhá, anh em ngoài nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình nhá. Hiện tại là vẫn còn con đấy đúng không? Còn anh. Hưng có con 145 triệu, một con 82 là bao tiền? Anh thấy chứ không bao đắt thế, bao nhiêu, 82 bao nhiêu? 120 triệu. Một con 82, 120 triệu, một con Dream là 145 triệu, có ông em này. Nghe giá tài lắm, không nghe thật. Anh nhờ nhiều lúc xe mẹ công xe cộ nhiều lúc mẹ tiền đúng không? Như rác kinh. Anh em nhiều tiền quá. Đấy. Ok, cảm ơn 855 anh em vẫn đang xem. Anh em ông anh đang xem à? Ở đây con này em vừa like đấy. Đấy vừa like anh em. Ok. Trong đó có dọn ba dọn à? Có để máy chất đấy. Máy chất vừa mua đâu ra. Máy chất luôn này. Không, anh không nói gì đâu. Mình thật sự anh thích cái máy chất anh em. Đấy thực tế nhá. Anh nhìn máy. Đấy. Không, con này nhá. Con này mỗi làm này. Thay một cái bộ cái này mất có 90 mấy nghìn này. Đây. Máy nghe tiếng nổ. Êm này. À, tiếng nổ không có tiếng động. Ông ơi. Quay lốc máy. Anh em đi thử sướng mà. Nếu con xe nào mình cảm thấy nó chuất ở bên trong. Xe này anh đi khoảng 5 năm, 5-6 năm không phải mó lên máy luôn. Bỏ ra hơn chục triệu chạy thoải mái. Con quay 2013 con... Lửa em có không?
À, tem này của nó đấy, cái tem nổi nó có mỗi tem này, đời này có mỗi thế thôi. Đấy, có mỗi tem đây, tem gì nó đấy, đây đây tem gì này, đây này, ông em quay qua. Đây tem này nhìn lâu nó tem rồi đấy, đấy. Rồi ăn này, rồi lật sai, lật sai này, đợt em này, đấy rất đơn giản nó thế thôi. Kiểu cánh chim vẫy vẫy, đấy, kiểu cánh chim hoi Honda đấy. Mà con này cùng máy nó thôi rồi đấy, thôi rồi lượm ơi luôn đấy. Cứ rửa đi là mới thấy nó đẹp. Đấy hỏi anh mười nếu anh mười đấy, anh mười thẩm thẩm định sẽ cực đẹp luôn đấy. Anh mười anh thẩm định chứ. Em đừng nghĩ rằng là vỡ này là xấu. Đấy. Ông em sợ nó va chạm. Ông anh nói thật đây là nhìn ông anh lùi lùi lại quay đấy. Bọn anh chỉ cần nhìn như thế thôi. Chứ em đừng nghĩ Oppo này. Anh ơi, nếu mà va chạm thì nó ăn đầu ăn đít. Chứ vậy Oppo này nó toàn bộ mình đỗ đèn xanh đèn đỏ nhá. Ông sau là ông ấy rũi vào. Đây là những cái này. Bây giờ bọn anh là đợi, bọn anh chỉ cần nhìn lan. Nhưng anh chắc chưa xem like, chưa biết là Hoàng Kiên đúng không? Xem like rồi. Không, xem rồi. Cũng xem. Đấy. Không sao. Không đúng rồi. Toàn bộ nhân viên là đeo thẻ đấy. Đây là phó giám đốc, đây là sếp, không đeo thẻ. Toàn bộ nhân viên phải đeo thẻ chứ ngược hết. Đấy, như ông sếp đây này, nhân viên mình toàn đeo thẻ. Đấy, toàn đeo thẻ. Đấy, anh em toàn, ông anh này là sếp. Đấy. Anh đấy đi. Ok, cứ bắt tay ngoài nghe nhá. Em xin phép em đang anh đang live bên này đi. Vâng. Xin lỗi Hưng nhá, ra bán điếu thuốc lào, anh em mình lại vào tiếp tục, anh em mình lại nhậu tiếp. Để lúc này rảnh rỗi là bán điếu thuốc lào. Vâng, chào anh nhá. có xem like không? Có xem, hôm em mới mua trên bác đây. Mua trên đây. Hiện tại đang có 1000 anh em đang xem. Chào anh em trên này thế nào? Em chào tất cả các bác. Rồi, anh em giới thiệu tên gì nhỉ? Em tên là Việt. Ở đâu qua đấy? Việt đâu qua? Dĩ Kiên, Mỹ. Hôm nay qua anh lấy xe gì đấy? Em lấy cái quay màu vàng hôm anh đã... À, cọc cọc đây. Vâng, em chuyển còn thiếu 900 thôi ạ. Bây giờ ai tiếp em đấy? Ai? Em chả nhớ cái ông anh hôm điện nhưng hôm nay em mất số rồi. Ai Tuấn em ạ? Ok. Anh em sao đây, chào các sếp như thế này. Các bác nghe thôi. Đấy, nhiều lúc thuốc lào bắn liên tục ngoài. Trần Mạnh mấy triệu anh Kiên. Có đây đầu trên nhá, trên mình trên báo từ đầu live rồi. Ông Hưng chuyên trị cho anh em bệnh huyết áp cao. Nguyễn Tiến Hùng. Chuyên trị bệnh huyết áp cao. Ra máy kín hết. Đây để anh em hết. Hưng này ông lằng nhằng hay mẹ chọn lựa lẩn thẩn này, tưởng ông chơi xe này chuyển buôn xe mất rồi. Hưng này khéo chuyển nghề buôn xe mất rồi. Chuyên nhặt xe đẹp cho anh Kiên à? Đấy. Thì mang xe đẹp cho anh Kiên, em có mang cho ai đâu mà. Buôn. Buôn cái đâu phải bán rốt ràng đấy chứ. Thế nào đam mê nó lại có tiền nó sướng nhỉ. Vừa đam mê mà vừa có lãi thì mới sướng. Bao tiền con này Hưng ơi? 28 triệu anh ạ. Xếp ăn chơi mấy ngày về giọng vẫn khỏe đấy. Ok Ngọc Dương. Con này mọc hết anh em, ra máy đẹp hết. Bao tiền em ra bóng nhỉ? 28 triệu anh ạ. 28 triệu à? Vâng. Liệu có thể thường thường anh em lùi một buộc thì lần này nó không lùi nhiều thì lùi có 8 được không? Lùi còn 8 thì nghe mất việc. Mất việc chán. Không muốn buồn luôn. Nghe là không muốn buồn sẽ gọi nói xe để thấy để mọc nhựa ướp zin hết. Ông ơi, ông có thể quay. Chứ để xem lúc này xem trong live luôn, quay luôn. Zin hết. 28 biển ca, đúng đời đúng biển nhá. Đúng đời đúng biển. Mẹ con này đúng đời đúng biển đấy. Đúng đời lóc lủng được đấy nhá. Vâng. Trông đều đặn đấy, xe đồ zin hết đấy nhá. Của nó zin Việt một thời ngày xưa nó là nhà dành cho giới nhà giàu ấy. Đúng ngoài đời, ra đúng toàn những doanh nghiệp và những anh em mới buôn bán cứ trúng mớ mới mua đấy. Đúng không? Hoặc là những anh em Hà Nội là oách lắm, Mr. Oách. Nhựa ướp zin hết của nó nhá. Nhiều lúc bán vào mảnh đất đi để làm con zin đi cho nó. Nhưng ngày đấy gym này vẫn thua gym Thái. Vâng. Bởi vì mình không hề đủ tiền ở gym Thái, nó quá đắt. Đúng không? Rồi. Bởi vì mình không hề đủ tiền, mình cố gym Việt này không có, đành phải mua gym tàu. Tranh nhau có mấy triệu nhưng mà không cố được cái đấy, mấy không triệu. Không cố được. Ngày đấy nhau mấy triệu không cố được. Mẹ nhiều ông còn không cố được, đành phải xuống gym tàu, mà đã gym tàu thì giờ này đây nằm không. Đây là Thái Nguyên hết rồi. Thái Nguyên đúng không? Máy dên đấy nhỉ? Con này máy dên đấy. Nhu đẹp, nhu ra máy đẹp hết. Chọn xe chuẩn phết nhỉ. Mẹ như ông tên Hưng là ông ấy chuẩn phết nhỉ. Chọn xe ác phết nhỉ. Yếm một zin đấy nhá, yếm vàng. Nhỉ.
Ôi rồi, cứ giải quyết để cho anh 23 triệu. Ui, 23 triệu à, cơ. 23 triệu thì lấy đâu mua được đúng đời đúng biển này. Xe bơi tầm thôi. 23 triệu. Không được anh ạ. 23 rưỡi. Không xong. 24 triệu, được chưa? Thôi anh muộn rồi, cơm. Không, em anh không muốn mấy. Em để cho anh nhé, chốt giá anh em giá. 25, biết rồi. 268. Không biết rồi, nhưng mà 25 thì không mua được. 268 anh nhìn. 26 triệu. Thế 8, em đọc 8. Luôn 27 đi cho nên anh em đọc anh 268 được cái gì cho chứ mệt. Cái zin của nó. Ừ. Cùng nước nó đỏ, lút còn đỏ au này. Cụ Nguyễn xếp đi chơi mấy hôm về nghe vẫn phong độ lắm ôi rồi. Anh em ăn toàn đồ ngon. Tắm bình minh bãi biển nên làm gì mà không khỏe được. Tem zin anh ạ, tem zin. Còn lâu mới ốm em ạ. Đến tem yếm nó còn zin này. Đi mấy ngày các anh đi uống thì mình toàn lái xe. Mình không uống đâu, không uống. Đấy. Đấy không rượu bia thuốc lá. Đấy, cứ đi chơi thôi cho vui. Bảo vệ nhúng nhựa của nó vẫn còn, cả lượn còn. Rồi rồi. Đủ hết mọc hết của nền. Rồi. Thôi anh bảo nhá, thôi xe cộ này nha anh em cho thoải mái. Anh mua cho em 25 triệu, anh đây cậu 2 triệu, 27 triệu. Cho thoải mái, nếu em cảm thấy ok em bán thì ok, chốt. Em để anh 26 triệu. Thôi Hưng ơi, em nói thật ra này. Anh này nỉ cho anh em thế này, nên nhiều lúc vào vị, nhiều lúc không vào vị. Theo anh là nên em nên đẩy số thật nhanh. Đừng tắt like, bây giờ sắp tắt được nghỉ thôi rồi. Gần 1 giờ rồi, muộn rồi. Ok, chốt cho em. Chia cho anh 25 rưỡi. 25 rưỡi. 25 rưỡi. Thật đấy. Ok, chốt em 25 rưỡi. Thật sự anh em nào vừa vị thì mua nhá. Con này mua chốt cho Hưng, con này 25 triệu 500. Và tỉa chỗ này có bán vị bán tỉa nhá. Đôi càng có vị bán tỉa đấy. Như con này máy chất, máy còn rên. Máy mộc mà. Máy mộc, máy còn rên. Đấy. Đấy. Xe căng lắm. Ok. Nó mua zin hết, anh nhìn thấy ra máy nó vẫn còn đẹp như kia. Ừ. Được nhỉ, máy nó áp phết nhỉ. Máy rên này anh em ga ư này. Đấy. 9 con này. Tem zin đi, tem zin. Con này có mỗi đôi càng trước bị tỉa thôi, còn toàn bộ sơn zin, máy zin. Yếm zin, tem yếm vẫn còn zin. Ừ, tem yếm vẫn zin. Gương vẫn zin, zin gương. Nhưng mà nói chung nó sạt sạt rồi, chẳng qua. Zin nữa là zin cái cổ thôi, chứ còn nói thật ở đây này, em nhìn thời gian thôi. Đây cái này nó cổ thôi. Trông nó nhem nó gọi là thôi nó mộc mạc. Em về là không sơn xịt gì, còn không sơn xịt gì cứ ra mộc ra chia cho anh Kiên là ok. Ok, Hưng chào các sếp như này đi. Chào các sếp. Ok, anh xin em đi. Em vào bên giấy đi. Con xe này thì được cái là không được, nhưng anh em thật sự đam mê hoài cổ. Mình cộng con này cho anh em mua 25 rưỡi rồi, cộng anh em 2 triệu nhé. Thôi nói chung là nó nhẹ nhàng thôi, chứ nó cao quá thì lúc nó khó. Anh em giờ kinh tế nó khó khăn. Mình bán được nhiều xe nên mình cũng nhẹ nhàng thôi. Nhiều lúc nó nặng đô quá anh em nó khó với tới, nó căng. Đúng rồi, còn thế nào? Không còn ạ. Ờ, chắc hết rồi đúng không? Còn con quần rồi nghỉ đi. Ờ, mọi người chắc... Ờ. Đã gần 12 giờ rồi. Em ơi, em vào bên giấy đi. Đấy đúng rồi, hợp đồng anh cộng 2 triệu đó. Em ơi, còn con xe S1 này đâu? Con xin zin 900 cây này có đại ca cọc nào mà tại sao cọc không đến lấy mà để lâu nhỉ? Con S1 này này. Em ơi, kiểm tra con 900 cây ai là người nhận bàn giao cho khách chứ để cọc lâu quá. Đúng rồi, em giới thiệu cho anh nhé. Em giới thiệu anh xem này. Đây là một chiếc SH nha anh em nhé, SH 2020. Con này bài CBS nha mọi người nhá. Ờ, khách hẹn đến 24 à. Con tim có người cọc bao nhiêu đang hẹn 24. 3.800 cây anh em ạ. Hả? À? Ở đây đây. Đời 2020 nha anh em nhé, mà chạy có 3.800 cây thôi. SH1 xài phanh CBS. Rồi. Biển Hà Nội. Rồi. Đấy, anh em nào lại quan tâm chiếc SH1 thì giá cũng yêu thương. Màu đen nha anh em nhá, con này biển 29E275847. Đấy, 20. Đấy, anh em quan tâm. Xe đi hơn 3.000 cây anh em ạ. Máy điện thoại em hết pin. Ơ, ông quay cho con gần cái ra máy này, ra máy đẹp luôn nhá. Dạng hơn 3.000 cây chưa có gì phải gì đâu anh em ạ. Đấy. Cũng đã ngon lành cành đào rồi, được rửa ráy được tân trang. Đấy, bản LED 2 tầng 2020. Con này nó mua có mua hợp lý chưa? Chìa khóa, chìa kiếp, phụ kiện đầy đủ. 4 thứ, 3 thứ, 6 thứ. Con này mua có 53 triệu 500 thôi. 53 năm. Cậu cho nhau 2 triệu rưỡi nhá. 53 triệu 500 một chiếc xe đấy. Em ăn mốt anh em. Quên mất đấy em ăn mốt mình quên. Nhầm là ngủ hóa lọc đấy em. Em ăn mốt nha anh em nhá.
À, mình có 20. Duyên với anh Diêm này khổ. Ơn 3.000 cây đây anh ạ, xe không lỗi đâu. Tự nhiên là tự nhiên này mình có duyên với nó, mình buôn là mình buôn SH1 rồi là buôn SH Việt rồi là buôn tất cả các dòng xe nhá. Mình bị miễn cưỡng xe Diêm ấy, nhưng mà thật sự ra về quá khứ xe Diêm này mình quá hiểu về xe Diêm. Nó nhiều quá, thành ra anh mình các cái xe cổ mình quá hiểu về nó vì mình sửa xe từ khi mà đất nước mình còn chưa đổi mới cơ. Đã từng là một thợ sửa xe, kiêm tiếp từ người buôn xe máy nữa. Đấy. Đã có anh cọc luôn. À, đã có một sếp cọc luôn. Sếp okay. Sếp thích cái dòng 99 này. Anh em xem dòng gì ấy? Dạ. À em xem SH à? Ok. Ờ toàn em giới thiệu anh em. Anh em đi cùng đội nào đấy? Em đi mua này cái sao vàng. À em lấy con vàng con ôi vàng. Con ôi vàng. Anh Việt. Ờ thỉnh thoảng có xem like không? Dạ. Thỉnh thoảng có xem em không? Có, em có thể quay chào các anh em 1.000 các sếp trên này ấy. À, em xoa tay chào cho anh ạ. Vâng, em tên gì ạ? Em tên Hợp ạ. Em Hợp ở đâu ạ? Em cũng ở chỗ anh Việt đây. À chỗ Việt hai anh em. Ừ hai anh em. À đưa anh vợ đi à? Vâng. Ờ đấy chỉ anh bán cho ông anh vợ này lại còn bán cho ông em vợ nó sướng. À, ông em rồi. Xếp hàng xe này cũng nhìn vào cho khách. An ninh an toàn ok với lại chất lượng máy này tiếp kiểm tra là. Ừ. Thì các em thì mình công việc mình làm việc khác đúng không? Kinh doanh đội anh là đây anh em nó là chuyên nghiệp. Có đội lo cho anh rồi, chất lượng lo. Đây em thấy vần vò giá cả này. Bán cho thợ bao giờ được êm giá cho bán cho mình êm hơn mà bán cho anh em. Nhưng con này đẹp nhỉ em nhỉ? 900 cây thích chưa? 3 ngày nữa đúng không? Nếu mà nói về không còn đâu. Những hình ảnh này nó chỉ còn trong ký ức. Bởi vì mình nói thật ra để mà nhìn những con xe 900 cây này nó ở nhà mình nó là như vào các tư gia không còn không cho xem. Xem vào nhiều lúc ngồi lên nó bẹp yên. Đấy, quý lắm. Này. Xe đi từ 10 năm mà đi có 900 cây mê mà hãng là không sản xuất nữa, nó khổ. Đấy, nhìn mê quý. Luôn. Đẹp không? Mới không em? Em nhìn mũi lốp mới. Yeah. Đấy, nó là ký ức mà em. Biển số chưa lắp lần nào nhé. Đây là các nhà sưu tầm nha anh em, những cái nhà sưu tầm. Cứ bảo tiền trăm nghe có vẻ là anh em quý nhưng mà thật sự chả cái công với ông nào mới giữ cái xe này. Đúng không? Mình ấy, chục năm không dám đi này, cái tay nắm, tay ra chưa đúng không? Hôm nay ông dán người ơi mẹ khổ vô cùng. Thôi mình xin phép mình vào đây đang có hai anh em mình mới dung giới thiệu cho em. Hưng viết giấy bán đúng không? Bọn này cũng hết pin. Hết pin. Cũng hết pin luôn đấy. 25 hàng hòm à? Đúng phố cổ à? Ok. Chắc là sập pin hôm nay. Ừ hôm nay anh em cảm ơn anh em rất nhiều nha, chắc mình xin phép mình kết thúc live ở đây. Có ai có nhu cầu thì hãy liên hệ theo video nó phát trực tiếp rồi nhé, hoặc anh em có thể cọc. Anh em mà đến địa chỉ 52 Chùa Hà hoặc 62 Chùa Hà thì có những nhân viên mình có đeo thẻ. Vì ở đây chợ xe cũng đông ấy, nhiều lúc anh em cũng nhận là bị nhầm. Cũng bị nhận là đây là Hoàng Kiên đây rồi, nó thật nó rất khó nhưng mà thôi không sao. Tôi bán anh em mình làm cái hàng nó tương đối chuẩn ấy thì anh em có các nhân viên đeo thẻ để phục vụ cho mọi người. Anh em có nhu cầu hãy liên hệ vào video đang phát trực tiếp. Đấy là gồm có Quỳnh này, đây là người trực tiếp sẽ gọi điện nghe mọi người máy. Đấy, Nhung này, đấy, và Đồng Nhung và các bạn ấy ở trong kia, các bạn ấy bây giờ cơm hết rồi. Cảm ơn anh em rất nhiều nha, xin chào, hẹn gặp lại anh em nhá. Chào cả mọi người nha. Ok, Hưng ơi, em xoa tay chào anh em trên này đi. Chào anh em nhé. Rồi, ok, chào anh em nhé. Bye, chào tất nhiên.